Quý vị coi cái hội chúng nè, nhìn xuống đi. Kinh khủng thiệt. Nam có 30, nữ 3000. Con số này nó kinh quá. Thấy chưa? Bởi bây giờ khuyến cáo tất cả các ông đàn ông nghe. Mấy ông hỏi vợ mấy ông đi, bà có phá thai gì không? Mà làm gì bà phá mà mấy ông biết. Mấy ông nói nhớ nghe, bây giờ phải đi theo mấy bà đi lên đây niệm Phật, để vợ chồng đồng lòng để mà cầu siêu cho con. Nó mình làm mà bây giờ mà bắt một mình người ta đi cầu siêu, nó mình làm, mình là đàn ông nam nhi đại trượng phu phải gánh vác chứ. Đúng ra mấy ông đến đây mấy ông còn tu còn dữ hơn mấy bà nữa. Mình là đàn ông mà như cây cột cái trong nhà, mà để lúc mình vui thì mình hưởng vui, còn lúc mà khổ thì bắt mình ta đi cầu siêu. Thấy chưa? Suy nghĩ kỹ nghe, không có giỡn đâu đó. Khi nghiệp duyên mà nó đến là nó xử lý mấy ông đó. Chờ đợi cơ hội á, phá thai này mà nếu mà không giải quyết á, là cái lúc cận tới nghiệp vì sẽ biết à. Nhưng mà lúc bình thường thì đã bị rồi à. Bác sĩ đông y người ta nói á, một lần phá thai tổn sức còn hơn 3 lần đẻ. Nói vị nghĩ đi, người phụ nữ mà phá thai á, là tổn dữ. Bây giờ mà gọi là cấm vặn không cho nó ra, cấm vặn thôi à. Vui nhưng mà lại cấm vặn. Ngày xưa người ta cho xả cửa, nên ngày xưa người ta đẻ 10 mấy đứa luôn. Ví dụ như bây giờ cái trứng người ta 11 cái trứng, người ta cho ra 11 trứng, 11 đứa. Còn bây giờ 11 trứng mình cho ra có 1 đứa. Còn 10 trứng kia mình đàn áp nó, rồi mình bỏ thuốc vô mình cho quỷ diệt trứng. Cuối cùng thì mình bị hư hoại cái bản thân. Nào là bệnh hoạn, nào là yếu đuối, nào là mặt mày da thịt bị ảnh hưởng. Nên người phụ nữ mà thí dụ như cấm vặn không cho con đẻ, mà mình vẫn phải gần gũi với chồng, mà mình phải cấm vặn lại, mà thuốc dùng thuốc để ngừa thai, thì quý vị biết tổn hại của người phụ nữ lớn cỡ nào chưa? Tổn hại lớn dữ lắm đó, cho quý vị biết đó. À, nên ngày xưa phụ nữ người ta đẻ 10 mấy đứa con mà người ta còn khỏe hơn bây giờ người phụ nữ đẻ 1 đứa con. Quý vị nói tại sao người phụ nữ bây giờ đẻ có 1 đứa con mà vì sao yếu dữ vậy? Quý vị phá thai rồi quý vị ngừa thai. Còn người phụ nữ ngày xưa người ta đâu có biết phá thai, người ta đâu có ngừa thai. Người ta có nhiều người ta ra hết nhiều, theo quy luật tự nhiên luôn. Nó nên người xưa ta dùng cái câu mà khi con cái đông mà nghèo, người ta nói câu chờ xanh voi xanh cỏ. Còn bây giờ nói ngược lại câu là cỏ cũng không có cho bò ăn nữa đâu mà xanh voi. Hiểu không? Cỏ nó diệt sạch nhất chứ mà có cỏ đâu cho bò ăn mà xanh voi xanh cỏ. Hiểu không? Nó nên bây giờ nó khổ lắm, nó cấm vặn đủ chặn hết trơn á. Nên bây giờ quý vị thấy không, có những người muốn có con lại không có con, mà có những người không muốn có con mà đụng cái có, đụng cái có. Rồi có xong nó diệt, có xong nó diệt, mà đụng cái có giết rồi nó sợ chồng luôn. Mà sợ chồng cũng không được, không cho thì nó chữ. Nó hỏi mày muốn cái gì mà không cho, mà cho một cái có. Vì coi kinh khủng không? Tại vì sao mình cấm vặn nó quá, giống như nước á, mà ngăn đê, mà nước quá cao. Chỉ cần á, một cái vị trí mỏng thôi, mà chỉ cần mà nước nó sẹt ngang là nó xì liền, đúng không? Nên từ nơi đó cấm vặn người ta quá, nên đụng cái là có liền nha. Nó còn có những người á, thì mình quá tổn hại rồi. Cuối cùng bây giờ có con lại không có con, mà có những người không muốn có con lại có con. Vì sao cái nghiệp duyên trong cõi đời là đi nghịch? Nó thì quý vị nghe gì rồi quý vị mới biết được rằng là cái cõi mình đang sống này nè, là mình tạo nghiệp nhiều nè, mình khổ đau nhiều nè. Cả đời mình á là sống gượng, sống gạo, gượng gạo để mà sống. Sống đọa, tương lai đọa lạc. Hiện tại đang cõi đời nhưng đang đọa lạc. Chúng ta đang bị đọa lạc đó quý vị. Hãy nhớ nè, vui hả? Quý vị coi niềm vui chúng ta được bao nhiêu, cái sự bất an lo âu của chúng ta bao nhiêu, vui bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta là do sống mà có điều kiện, có tiền rồi mình che đậy cái bên ngoài, cho rằng là mình hạnh phúc. Có khi về nhà chồng nó chữ te tua, vậy mà bước ra nó nắm tay đi cái làm bộ à, nó vậy đó, mà về là có chuyện xảy ra. Có không? Có những cái hoàn cảnh gia đình như vậy đó quý vị. Cái màn kịch trong gia đình ghê lắm á đó. Nên từ nơi đó có khi mà chồng ra ngoài có vợ bé vợ mọn mà không dám nói, mà ấm ức lương tâm,
nặng nề lương tâm, ngồi âu sầu buồn bã, không dám nói cho ai nghe vì cái danh tiếng gia đình, sợ bị mất tiếng tâm gia đình, không nói, mà phải ấm ức trong lòng. Bây giờ những đức nói cho những con người đó đừng ấm ức trong lòng chi. Bây giờ nghe những đức qua cái buổi giảng này nè, cỡ mở tâm ra, họ đi ăn cái gì họ ăn kệ, mình đi ăn chay. Đúng không? Trời ơi, giỡn thích ghê. Ngày xưa không biết, còn ở nhà ấm ức, lương tâm còn khổ, đóng cửa nhà mà buồn mà khóc. Bây giờ đừng có buồn khóc làm chi. Họ đi đâu họ đi, đi vô chùa thì tôi nuôi chưa? Vô đây tu đi, nó an lạc, nó vui vẻ, mỗi ngày làm công quả, sáng tối lên tu. Tuần sau về, chồng nó nhìn, nó mở mắt to, nó nhìn: bà đi đâu tuần lễ bà đẹp dữ vậy trời. Vô tích tụ năng lượng quý vị. Quý vị nhớ nè, giống như cái bong bóng bị thổi căng hơn nó vô, mà bong bóng nó căng ra, quý vị nhìn bong bóng nó đẹp không? Nhưng khi quý vị thấy cái bong bóng nó xì lại, quý vị thấy nó héo queo không? Nên con người tại sao ngoài đời mà mình bị héo queo là do gì? Mình hết năng lượng, mà do là buồn mà hết năng lượng. Nếu như mà mình không có buồn giận hay để trong tâm, rồi mình sống vui vẻ, mình có một cái pháp giải thoát, mỗi ngày mình cười nhiều thì mình đầy năng lượng, đầy năng lượng liền. Nó nên nó có nhiều cô về chùa mình hồi xưa mới biết nhau thấy cái mặt hồn vậy, mà tại sao tu với hai cái má xì xệ à? Năng lượng nó đầy, lượng nó đầy, cái mặt nó căng ra. Ồ, đó. Mà khi cái mặt nó căng ra, da mặt nó đẹp chứ sao? Da mặt mà nó héo lại thì nó già chứ sao? Nên tại sao mà có những người kỳ cục cái ghê. Có cái bà kia phải đi đến chùa mình, nó thôi trời, phải đi đến chùa mình đâu đó, mà bà phải vô chùa mình, nó nói cái bà này, tôi nhìn bà này tôi biết bà này bà khổ chắc chắn luôn. Giàu gì không biết mà tôi nhìn bà khổ chắc luôn. Khi bà đến nói chuyện, bà nói nhà bà, quý vị biết bà có mấy căn nhà không? 4 căn. Thành phố, bà giàu thấy ghê luôn. Mà mình vừa nhìn bà nói cái bà này chắc tôi nghi bà này bà nghèo dữ lắm. Trong khi bà giàu hơn cái gì nữa mà mình nói bà nghèo. Lỡ nói chuyện mới biết bà giàu, quý vị biết sao? Bà keo. Keo kiệt dữ lắm. Nhìn mặt là biết keo à. Đi xanh quanh chùa mà gì nè. Lỡ nói chuyện mà gì nè. Dạ chào thầy, chùa này nuôi nhiều người già lắm hả thầy? Nói trời ơi, bà mở cái giùm tôi đi. Có hỏi gì, mở gì? Kêu bà nói, bà mở cái giùm tôi cho coi. Bà hết hồn, bà tưởng là bà kêu bà mở cái gì á. Ý tôi nói là bà mở cái tâm ra. Nói, ủa sao thầy nói gì? Nói, bà nhìn, bà soi gương thế coi. Chuyện đâu còn có đó, bà làm cái gì mà bà lỡ bà hỏi mà giống như bà cha tắng tôi. Lỡ bà hỏi mà, chào thầy. Nó giống không? Nó cha tắng ghê, nó nhâu lại. Mình nói mở ra. Vậy mà bà nghe pháp thời gian, những đứa gặp lại, bà cái gì nè? Mở ra liền quý vị, mở cái tâm á. Chứ không còn nó nhâu tối ngày vậy đó. Những đứa hỏi bà gì, sao mà cô cứ nhâu suốt? Bà nói nè, con có nặng nề gia đình thầy. Bây giờ có 4 căn nhà mà mấy đứa con nó chia cho nó không có chọn vị trí nào chứ thầy. Nó đòi mặt tiền không à thầy ơi. Rồi bây giờ nó phải bắt con là phải bán hết 4 căn. Rồi phải chia tiền điều hết, tụi nó muốn mua đâu nó mua kệ nó. Bây giờ con tính sao, con tính không được, con nặng nề quá thầy ơi. Đúng là làm cực để lại cho con mà có tiền rồi mà chia con nó không vừa lòng. Bởi vì lương tâm con nó nặng nề nên khi gặp thầy con nhâu suốt. Con cứ nhâu, nhờ thầy kêu con cỡ ra mà giờ con cỡ được. Chứ chưa, cỡ ra. Trời ơi, mình làm cha làm mẹ, mình có tiền bạc, mình nắm trong tay, mình quyết định. Mình đừng có bị nó quyết định cho mình. Mình người quyết định cho nó chứ à. Quý vị nhớ, quyết định cho nó chứ không nó quyết định cho mình đâu. Nói mày muốn lạ hoạn, tao cho mày một cắt, bây giờ mày nói đùa với tao hả? Tôi đem tiền, tôi xây chùa hết bây giờ, đúng không? Đùa với tao phải không? Xanh mặt xanh mày là tao chia là có là may rồi đó, cho mày biết á. Lớn rồi, tự đi kiếm ăn đi. Giống như ngày xưa mới đẻ ra thì tao làm mẹ, tao dẫn tao đi túc cho mày ăn. Còn bây giờ mày đủ lông, đủ cánh rồi, đi chỗ khác, tao mổ bây giờ.
Hiểu chưa? Sợ xanh mặt xanh mày liền. Tại sao mà mình bị nó đàn áp mình? Tại vì mình cái tình thương mù quáng, tình thương của mình thiếu trí tuệ, nên nó dọ được mình, nó dọ tớ luôn vậy đó. Tao nói cho mày biết nha, tao chỉ cần một phát một á là tất cả của cải này vô chùa hết cho mày biết, mày tin không? Lúc đó là xanh mặt xanh mày, ai về đạo Phật, mẹ 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 cho con gì được thì được đi, đừng có làm bậy bạ kiểu đó kẹt, hiểu không? Nó mình nó phải có một cái quái lực gì, mình là đồng tiền mình tạo ra cực khổ, mình phải quyết định chứ, tại sao mình để cho con quyết định cho mình? Nó còn nói này nói kia mình nó, cái thứ đó vậy thì đời nó làm sao mà nó thành công được quý vị? Thứ đó nó không thể nào mà lập nghiệp được đâu. Sự nghiệp trong tay chúng ta thì có thể tồn tại, sự nghiệp mà đưa qua tay nó là thất bại. Vì biết vì sao không? Vì cái tâm mình á, là cái lu, và tâm nó là cái ly. Vì đem nước trong lu đổ vào ly thì nó cũng chứa thành cái ly, mà bao nhiêu nước cũng tràn ra ngoài à. Nên người xưa ta nói cái câu hay, ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Rõ ràng có đức là mình tu đức, mình dạy con tu đức thì tự nhiên mặc sức mà ăn. Còn bây giờ mình để tiền mà không tu đức thì con mình làm sao hưởng nhờ nó. Nên suy nghĩ cho thật là kỹ, vì về đây bị nghe thấy không? Nó cởi mở tâm tư, có những việc mình thấy mạnh mẽ, nghe chưa? Chứ không được lề rề, mạnh mẽ lên, gan lên, đừng có nhát. Cái con cái mình nó hù mình được, nó hù tớ. Thí dụ nó nói mẹ nghe mẹ làm quá con bỏ con đi, nó mày đi đi, mày đi đâu mày đi, kệ mày đi. Còn nhỏ thì mày đi mày mắc, còn tao còn tội nghiệp mày mà không biết mày sống làm sao. Còn bây giờ á, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con lại dùng cái hành động đó đối xử với cha mẹ. Bây giờ mẹ cha học Phật, mẹ cha biết rồi, với cái hành động của con thì sau này mẹ cũng không có suy nghĩ ở được với con đâu. Nội mẹ nhìn con thôi mẹ đã biết rằng mẹ sống với con có được rồi. Nên từ nơi đó thôi, hồi đó mẹ không biết tu, mẹ không có biết đường nào đi đâu chứ. Còn bây giờ mẹ biết bốn ngôi chùa. Là mẹ có bốn đường rồi. Bây giờ tao hỏi mày, mày ở hay mày đi? Mày nói đi. Mày muốn đi thì mày đi nghe, tao nói cho mày biết đó. À, nếu mà mày đi thì đi đi, đi thì đừng có về nữa. Còn ở thì cho nó đàng hoàng nghe không? À, còn tao thì bây giờ ngon lắm. Ngon lắm. Nhà cũng được mà chùa cũng được. Mày về vô, mày bữa nào tao dẫn mày đi vô chùa, bữa mày thấy cái ngôi chùa này. Tao ở thang máy, tao chạy ra chạy xuống thang máy không cho mày biết á. Đúng không? Nhà mình còn không bằng chùa nữa đó con. Mày coi một cái hoàn cảnh rộng rãi, mày qua bên hộ pháp mày coi kìa, qua giấy nở rộn ràng. Người ta còn sống, người ta còn ngồi chơi, người ta còn ngắm hoa, nghe chim hót. Mày ở đây mày coi có một cái lồng chim chút xíu, có một con chim chút xíu. Mày để trong cái lồng mày chọt chọt cái cây, mày chọt chọt nó kêu chip 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 chip. Mày vô trong chùa pháp mày coi cái chim hót tập thể luôn. Chim hót tập thể luôn cho mày biết. Trời ơi, đừng nói hàng ngàn hàng vạn con chim hót cho mày nghe, mà gọi là chim hót nhân sinh. Ơ sao kỳ là chim mà có dụng chim hót nhân sinh đó. Có chứ. Chim mới bị để trong lồng á, là gọi là chim bị bó buộc. Còn chim người ta thả ra khỏi lồng mà nó đậu trên cành nó hót là chim hót nhân sinh. Phải không? Rõ ràng luôn thấy chưa? Nó vườn hoa nhân sinh, nó xanh quanh chùa, rồi ngồi xe điện nhân sinh. Đó thấy chưa? Tuyệt vời không? À, còn quý vị coi đây nè, ở đây qua đây câu thông Đại Tùng Lâm ra Bảo Tháp, buổi chiều mấy bà già ở đây bên đây chở vòng vòng mấy chục mẫu đất của người ta. Bởi vì sao mấy bà già chùa mình mà bà sống khỏe là phải, sống thọ là phải, bà vui quá không có lo nghĩ cái gì chứ, bà sống thọ là phải rồi. Buổi chiều mấy thầy mấy chú đưa bánh xe điện chở vòng vòng từ đây qua Đại Tùng Lâm, Tùng Lâm chạy về đây, chạy ra sông Hè. Dạy tá lạ bình mấy vị coi, chùa ta rộng quá trời mà. Mấy chục mẫu đất mấy vị nghĩ đi. Vườn cây rồi tùm lum quá trời mát mẻ, chứ đâu có cái chuyện ở đây là ít cây.
Bên Đại Hùng Lâm thì có cây chút đỉnh. Nó nên quý vị coi, mà Đại Hùng Lâm quý vị coi rộng rãi gì, còn hơn cái công viên. Mà vô công viên mình còn thấy ếch. Còn đây nhái còn không có, đừng có chơi ếch. Hiểu không? Đây đi vòng vòng tôi nghe niệm Phật không mà, hiểu không? Nên quý vị thấy không? Cái hoàn cảnh này sao mình không chọn? Nên nó bây giờ hai dãy nhà nó xong rồi đó, bây giờ mấy bà già khắp nơi nơi nghe, chuẩn bị đi. Bà quyết định cho mạnh mới được. Chứ đừng có nói mà bước ra đi mà con nói mẹ cha ơi, đời của mẹ cha cực khổ nuôi con khôn lớn, bây giờ con khôn lớn làm ra tiền bạc, bây giờ mẹ cha lại vô chùa tu, con có nở lòng chịu gì đâu, con có đồng ý gì đâu. Nói mẹ cha nuôi con khôn lớn, nhưng đây là tâm nguyện của mẹ cha. Tuy tụi bay muốn hiếu với tao, nhưng mà tụi bay lo làm ăn không à. Tao ở nhà tao ngồi như con khỉ khô, tụi bay có hiểu không? Hiểu không? Bây giờ con ơi con thì có cái tâm muốn hiếu, nhưng mẹ buồn quá mà con bắt ở nhà ngồi về để hiếu. Cái tấm lòng của mẹ không có vui chút nào hết trơn á. Thôi để cho mẹ đi vô chùa đi, thì tụi bay có cái tâm vậy, lâu lâu vô thăm tao. Rồi sau này tao mất đi thì để cho thầy lo. Tụi bay cứ nghe lời thầy sắp làm sao thì nghe vậy là được rồi. Đó là tâm nguyện của mẹ rồi. Chứ bây giờ tụi bay đừng có bị một hai tiếng miệng đời. Bạn bè làm ăn chung nó nói mày giàu vậy, mà cha mẹ mày mày cũng không nuôi được. Con nên trả lời gì nè? Tao nuôi được, nhưng mà đối với mặt tâm linh, cái tâm tư của mẹ cha tao không biết. Tao nói thật cho mày, cả bản thân mày luôn á, mày nuôi cha mẹ mày được, nhưng mà tao hỏi mày nuôi cha mẹ mày vui được như ở trong chùa không? Hỏi mày đó. Bây giờ mày cứ nói tao đi, mày nói tao tao chịu, nhưng mà tao thấy mẹ cha tao vui. Ai muốn nói tao gì đó nói. Thật sự tôi muốn nuôi, nhưng mà khả năng của tôi ngoài đời, tôi chỉ một cái phạm vi như vậy để nuôi thôi, tôi không làm được như quý thầy. Bây giờ quý thầy làm còn hơn tôi, thì tôi muốn cha mẹ tôi được tốt, tôi hy sinh, bị ta nói luôn, cho mẹ cha tôi được ở chùa. Cái tâm này mới là người con hiếu thảo, mà mình phải chấp nhận mình là mình thua quý thầy. Quý thầy nói chuyện cha mẹ cười suốt à, còn mình nói chuyện là ông bả chữ không, mở miệng ra chữ tá lả bình chứ không có cười chút nào, thấy không? Vậy thì mình nên vì cha vì mẹ, chứ đừng có gịch lại. Mà mình cũng đừng có để cho người ta gịch mình. Mình đã nuôi người ta khôn lớn, bây giờ mình phải chọn con đường mình đi để mà tương lai mình siêu thoát. Chứ bây giờ mình dị tình con mình, rồi nó đang nghĩ nói mẹ mẹ, vợ con nó đang có bầu, mà bây giờ không ai chăm lo cho nó, rồi bây giờ mẹ đi rồi cháu mẹ làm sao, để đẻ đi rồi đi. Rồi xong mình dị nó, mình ở lại nó đẻ. Nó đẻ xong nó nói mẹ mẹ, vợ con nó mới có đẻ đứa con đầu, nó không biết coi con nó chút nào chứ. Con sợ nó ẩm bày bạ đấy, gớt nhỏ chết nhỏ mà cháu của mẹ nữa. Mẹ coi nhỏ nó giống mẹ còn hơn cái gì nữa. Chơi vậy đó, thấy không? Rồi bắt đầu mình nhìn nhìn mình nói, ồ sao nó cũng giống mình quá trời giống đó. Mà cái nghiệp quan gia nó kỳ cục lắm. Nó nhảy xíu xíu nó mới đẻ vậy mà mình định đi, nó nhìn mình nó kêu làm nè. Nó cứ mà mặt mà giống thằng cha mày ghê, cười với tao. Thôi bà ở nhà với con. Quan gia nó xíu xíu vậy mà nó ghê lắm á. Nó tự nhiên nghe mẹ cha nó không quen, không quýu đâu, mà nó quýu bà già. Có không? Nó quýu bà già, nó bỏ cha mẹ nó ra. Tôi biết vì sao không? Vì bà gần chết rồi nó quýu bà đi xuống tam đồ ác đạo đi. Rồi xong nó mới quýu cha mẹ nó sao? Nó chơi vậy đó. Quan gia lên nó hốt một nhóm. Nó hốt cái nhóm nào già chứ? Chả nó hốt sao? Quan gia nó khôn lắm. Khi mà nó đến gặp vua Diêm Vương là nó tính sổ trước rồi. Nó nói, nó trình lên vua Diêm Vương hết rồi. Nó nói là cái gia đình đó đó là giết tôi đó. Cái gia đình nó sát sanh đó. Cái gia đình nó làm bò, làm heo, làm chó nè, làm gà nè, sát sanh hại vật nè, đi biển nè, đánh cá nè, mà nuôi heo, nuôi bò, nuôi rắn nè, để mà bán lấy tiền nè, làm giàu đó. Nó giết tôi á, nó cắt cổ tôi á, lột da tôi đó, tôi đau đớn lắm. Bây giờ tôi nói vua Diêm Vương nè, tôi phải đòi nợ. Dương Vương hỏi, bây giờ mày muốn đòi thì sao? Mày muốn làm cha nó hay gì? Nó không, tôi làm con. Diêm Vương nói, ủa sao mày đòi nợ mày làm con, mày làm cha mẹ đi. Không, cha mẹ cực lắm, làm con phá sản chơi.
Ghê không? Vua Diêm Vương nói công nhận này nó cũng khôn nha. Càng nghĩ càng đúng. Làm con đòi ngon hơn, làm cha mẹ cực lắm. Đúng rồi, mày là nói đúng rồi. Đầu nó sanh vô, nó sanh vô nhà đó, bắt đầu nó dễ thương. Nó dễ thương, cho bị thương chứ mà. Bị bỏ tình cảm cho nó hết. Nó ngoan, nó hiền. Nhưng mà tự nhiên một thời gian nó hung dữ ghê lắm. Bắt đầu nó làm nhiều cách cho quý vị khổ đau chơi. Nó trở mặt quý vị. Nó làm đủ cách cho quý vị khổ. Đó là nghiệp quan gia đến đòi nợ đó. Mà nghiệp sát mà ra. Nghiệp sát sanh mà ra. Đấy chưa? Nên cái người nghe đạo, chúng ta nên phát tâm ăn chay trường đi. Đừng có sợ ăn chay trường thiếu chất dinh dưỡng. Tôi có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Người bệnh thì ai mà không bệnh, nhưng mà thấy tôi có thiếu chất dinh dưỡng chút nào đâu. Mà trong chùa mình mà mấy bà cụ có mập lù, mấy cô mình mà tám mấy ký không, mấy cô mình dưới hộ pháp bảy mấy tám mươi ký được không? Còn trên đây thì lùn thì mập theo lùn, mà ốp thì mập theo ốp. Dạng nào mập theo dạng nấy, có ai thiếu chất dinh dưỡng gì đâu, hiểu không? Mà khỏe nó hồng hào nữa. Nhưng Đức thấy nhiều cô bên ngoài vô, mấy cô còn không hồng hào mấy cô chùa mình. Cô chùa mình nó hồng hào ghê, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà moi khỏi thai son mà cũng hồng. Vì sao? Vì người ta là nó có cái sức sống mạnh, thấy không? Sức sống nó mạnh. Nên con người mình năng lượng mà tích tụ cao là gì? Sức sống nó phải mạnh. Hiểu không? Đó mà nghe gì rồi quý vị mới thấy nghe. Phát tâm ăn chay trường liền. Ngày hôm nay ngày dỗ tổ Hùng Vương, mà ngày đám dỗ tập thể, phát nguyện ăn chay trường, đúng không? Phát nguyện từ hôm nay con niệm Phật cả đời không bỏ. Rồi con phát nguyện ngày hôm nay toàn tâm toàn ý và mỗi ngày niệm Phật hồi hướng cầu siêu cho tổ tiên. Tâm đó đó nghe quý vị, tâm đó cho mạnh lên. Mình nghe gì chứ tổ tiên mình nói thằng này được đó nghe. Đúng không? Mà cả hương linh người ta cũng vỗ tay ôm sùm. Tại vì mình nghĩ gì người ta mà. Bây giờ như cái cảm giác như bây giờ mà mình mà ai nghĩ tới mình vui không? Thế bây giờ mình nghĩ tới hương linh người ta vui chứ làm sao? Quý vị coi, nếu như mà nói mà không tu hồi sáng nó nằm cái ạch nó nằm luôn, đừng nói chuyện gì hết trơn. Mà tu nó chuyển qua đau như sống một chút để còn ngồi được thuyết pháp. Không? Rõ ràng. Cái lưng đau chứ cái miệng đâu có đau. Miệng lao sụp nó đau đâu. Hiểu không? Bởi vì nhìn những đứa quý vị thấy có giống người bị đau lưng không? Có thấy đau lưng chút nào hết trơn. Đúng không? Vui, quên. Không? Vui là cái quan trọng lắm nha quý vị. Đó nên cái tâm ngày hôm nay nè, cái tâm mình mạnh lên để cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình. Có cô đó có hỏi câu này: lễ vật chỗ bàn thờ ông bà có tổn phước ông bà hay không? Nhà của cô không có thờ Phật, có mà thờ ông bà không à. Cô mỗi ngày cô lễ vật ngay bàn thờ ông bà. Thì có một vị này cũng tu hành đến nói: bà lễ cái này ông bà mình bà sạch phước luôn. Rồi xong những Đức nói với cổ là: sao cô không hỏi lại gì con lại đâu? Nhà đó không có thờ Phật, có bàn thờ ông bà không à. Bây giờ con không lễ Phật ngay bàn thờ ông bà với thầy kêu con lễ đâu. Nó phải đi vô chùa lễ, nó cỡ đâu phải đi vô chùa hoài được đâu thầy. Tuần là lễ ha, vô một hai lần là dữ lắm rồi. Còn 5-6 ngày kia muốn tu vậy thầy kia cũng lễ đâu. Không lẽ thầy kia cũng ra đường lễ. Hỏi lại thử coi kêu lễ ở đâu. Thì nơi có bàn thờ thì mình lễ ngay bàn thờ đi. Quý vị biết rằng danh hiệu Ai Di Đà Phật còn danh hiệu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Ai Di Đà Phật. Nhớ nghe, Pháp Giới Tạng Thân Ai Di Đà Phật là có nghĩa là tất cả những cái hình ảnh gì chúng ta đang nhìn đều là Ai Di Đà Phật. Vì ông bà tổ tiên mình cũng là Ai Di Đà Phật đó. Mình cứ là lễ Ai Di Đà Phật. Ngày xưa mình chưa biết niệm Phật thì mình nhìn tượng thổ địa mình cúng thổ địa, mình nói thổ địa. Mình tượng thằng hoàng mình nói thằng hoàng. Tượng gì thì mình nói người nấy. Còn bây giờ mình biết niệm Phật, tượng nào cũng Ai Di Đà Phật.
Không có sai đâu. Đúng đó. Vì Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hiểu được nguyên lý này rồi, đừng có tình chấp nặng nề chi. Nhà người ta đã không có bàn thờ Phật, mà người ta thờ ngay bàn thờ ông bà người ta lại, mà nói không cho người ta lại. Không cho lại gì lại đâu, lại ra đường. Không lẽ lại ra cửa sổ. Lại cái đó cho người ta nói đủ thứ khùng. Lại ngay ông bà bàn thờ người ta còn không nói mình. Mình lại Phật, còn cái này mình lại ra cửa sổ, mình lại ra đường, người ta nói mình khùng. Ba trợn, trời trời nó khùng. Chồng nó vừa cầm cây nó vừa chạy mất dép. Đúng không? Đó quý vị thấy nhiều chuyện lắm. Mình tu mình phải hiểu nha quý vị. Thôi cái cõi này mà nói quý vị ô mệt. Cõi này đủ chuyện cái chứ. Nên từ nơi đó mà hồi sáng có cô kêu nói thầy, còn thầy giảng pháp công nhận hay thiệt. Mà có một cái thầy chỉnh lên cái là thầy lâu lâu thì ưu kêu chờ. Ông mà những đứa quen lâu lâu những đứa cũng kêu chờ quý vị. Thấy không? Ý những đứa muốn kêu ông chờ niệm Phật đi. Ông chờ là ai biết không? Ông chờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Từ nơi đó quý vị biết rằng là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải niệm Phật. Giống như đứa rủ quý vị niệm Phật thì cũng phải rủ cảnh giới khác niệm Phật chứ. Thấy không? Giống như á Hòa Thượng Hải Hiền này nói câu nè: khi tôi niệm Phật á, thì trên bầu trời niệm Phật đông đó. Người chờ niệm Phật, người dưới đất niệm Phật. Thấy chưa? Hòa Thượng Hải Hiền này nói là khi tôi niệm Phật là người chờ niệm Phật, dưới đất niệm Phật, chướng giữa niệm Phật, tất cả nhân sinh đều đang niệm Phật. Mà Hòa Thượng Hải Hiền này nói không đơn giản đâu nghe quý vị. Không đơn giản đâu. Quý vị ngày nay mà quý vị vừa cái tổ chức cái chương trình này nè, quý vị biết cái cảnh giới người ta đến đông cỡ nào chưa? Không giỡn đâu. Đông lắm á. Tại vì cái chương trình tưởng nhớ đến tổ tiên quý vị không? Hồi nãy giờ mình nói tất cả xây dòng từ khuyên ăn chay niệm Phật, từ khuyên thiện toàn là hướng đến cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình ngày nay. Chứ sao? Kể mà những câu chuyện chứ bị nghe rất là rõ ràng đó. Giống như cái có câu chuyện mà cái ông này khi mà ổng mà ổng mỗi ngày ổng thiện mà nhà ổng giàu lắm. Mà ổng đúng ra là ổng làm thiện lớn nhất lắm là ổng sanh cõi trời. Ổng sanh cõi trời hưởng phúc. Mà trước khi ổng chết á, ổng dặn con ổng, dặn thằng con trai ổng, dặn như nè: con nhớ nghe, thương cha mẹ. Khi cha mất đi, tuyệt đối làm trai. Tụng kinh niệm Phật, không sát sanh hại vật, nghe không? Thằng con trai nói: dạ con nghe. Khi ông chết đi, nhà giàu quá, làm đồ chay sợ ta cười chê, sợ ta nói này nó hà tiện. Mà nhiều người ngộ lắm quý vị. Đám dỗ cha mẹ mình mà làm đồ mặn nó đến đông. Nhưng mà khi mình làm chay có mấy tên đến? Có không? Mấy người đến làm chai, mấy người đến uống bia đủ đến đông, uống nước ngọt không đến, đến. Kỳ cục ghê. Vậy thì sao? Khỏe. Khỏe chứ làm sao? Vì để ý thì mấy năm trước làm đồ mặn, nó nhậu xong nó quýnh lộn, nó chửi sùm. Dưới quê mà mới vô anh em bạn bè gặp nhau: anh tàu ô lâu ngày gặp, bữa nay không sai không về nghe bàn tay cả. Vô bàn này ngồi chút chút không sai không về, bữa nay tôi muốn thịt, tôi với anh phải cùng ba ly liên tục. Anh em quá lâu ngày không gặp, một chút cùng chút mới vô anh em bạn bè một chút, tao mời mày đi. Tao mời mày đi một chút cái gặp ông già vợ: dạ con mời ba ly, bữa nay gia đình có đám tiệc, con đến đây con mừng lắm, con mời ba một ly. Ghế ngoan, ba cùng ly với con luôn, mà uống qua uống lại một chút xíu. Gãy nó nói: tao mời mày đi. Cha vợ nó câu: đồ cái thứ mắc dạy. Bây giờ mày xin tao với tao luôn đúng không? Ông đừng có chửi gì nghe. Ông chửi gì là có chuyện đó. Ông nói lại đi, ai mắc dạy? Tôi thấy ông mắc dạy. Hai cha con quýnh lộn. Thấy không?
đúng là sai rượu, sai rồi. Rượu làm người ta sai, đúng chưa? Uống vô rồi sai. Rồi ban đầu thì bận áo bỏ thùng đúng không? Uống rượu vô sai chút, nóng quá kéo áo, chút cởi áo bên ngoài còn áo thun, chút thấy sao cái gì cũng tối hù. Đứng ngay trước cửa nhà người ta tiểu vô nhà người ta luôn. Cái bà kêu nói: chào cha, sao ta tiểu tiểu vô nhà tôi? Cái gì? Nhà gì? Cái cây mà nhà gì? Cái bà kêu nói dùng cái thứ ba trợn, thứ khùng, nó nhậu vô nó khùng, nó tiểu ngay nhà tôi kìa trời. Ha không? Đó, thì quý vị biết rằng hay nhậu xỉn chưa? Này là dưới quê là thấy nhiều lắm. Đừng nói dưới quê, cả thành phố cũng có nữa. Dưới quê gì? Ở đâu mà không có? Nhà Đức trên thành phố 11 năm nè, cái thứ gì như Đức cũng biết. Ở dưới quê nhìn Đức mọi vị biết rằng là mới đi đám cưới bận đồ quá ống thùng, nhưng chút nhậu xỉn về cởi quần cởi áo bận quần đùi lội ngang sông về, vợ hỏi đồ đã đâu hết rồi, tao sai quá tao liên vô cái bụi đế đằng kia. Trời ơi, vợ con chồng con gì đâu mà ăn nhậu gì này kỳ cục quá, thấy chưa? Thấy không, nhậu vô nó tầm bậy chưa? Nó cái này là mình thấy rõ ràng mà, có khi mình đàn ông mình bình thường thì mình không có gì đâu, vậy mà mình nhậu xỉn vô tự nhiên vợ ta đi ngang ẹo 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 nghe, tự nhiên mình lỡ mình ban vô, mình giả vô cái mông vợ người ta, thằng chồng ngoài nó bay vô nó quýnh mình chảy máu cam, có không? Có mà, trời ơi, có rõ ràng mọi vị coi, bị quýnh kỳ cục luôn đúng không? Nhưng mà nhậu vô nó kỳ cục, bởi vì trong năm cái giới nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bốn giới kia là bốn giới tánh, giới uống rượu là giới ngừa. Đúng ra là uống rượu mà không có gì, chứ Phật nói mày uống rượu đi thoải mái không có gì, uống xong mày ngủ đâu có gì đâu, nhưng mà mày uống vô mày quậy, mày đi làm bậy. Cuối cùng Phật nói giới này phải giữ để đừng phạm bốn giới kia, nghe không? Chứ cái giới uống rượu là giới ngừa, nó không có liệt kê vào là gọi là trọng giới, giới ngừa đó, nhưng mà nó thành giới trọng luôn quý vị. Tại vì sao? Nó uống rượu nó phạm được bốn giới kia. Nó ghê vậy đó. Bởi vì mình biết tu, mình nghỉ uống rượu là ngay. Bây giờ khuyên mấy tất cả mấy ông uống rượu, đi đến chùa mình đi là nghỉ uống rượu liền. Nói thiệt á, những Đức ngày xưa ngoài đời là con sâu rượu nè, ngày nào với Đức cũng nhậu ba tăng. Bạn bè những Đức là nó thường gì 2 giờ khuya nó gọi điện thoại, gọi điện thoại nó nói trời ơi ngày mai sáng 4 giờ đi làm rồi, giờ 2 giờ mà nhậu cái gì. Nó nói anh em lỡ uống một ly rồi gì cũng được nè, không uống tin anh em kể như mắc mát kể từ đây. Nó trời ơi mày ép tao quá, hồi nãy mới về ngủ con tiếng mấy mà mày giờ kêu uống đi là uống cái gì, một ly rồi trở về ngủ. Nó trời ơi, từ Sương Nguyệt Ánh mà chạy ra tuốt mày xong mình đằng mày uống một ly chạy về ngủ thở là trời. Thôi được rồi, anh em, tao lôi xe ra chạy. Nè, chạy ra uống ly, ông ly tao về nghe. Uống ly xong nói, ủa, từ đó ra đây tốn bao nhiêu xăng mà uống một ly. Mày kèm nữa, tao nói uống một ly tao về. Nói, một ly là với tôi, còn năm anh em kia không lẽ phụ phàng. Kinh khủng không? Kèm kinh khủng vậy đó. Mình vớt 5 ly kia xong mình tê tê à, nói tàu chơi luôn, vỉ về luôn, uống luôn quý vị coi. Vậy đó, nhậu hoài vậy đó quý vị, nghỉ đi. Vậy mà đi vô chùa nghỉ nhậu tới giờ 10 mấy năm, nghỉ nhậu tỉnh luôn, khôn luôn. Ngày xưa ngu lắm, ngày xưa kinh khủng lắm, nó hư kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói là mà nhiều người hư, tu hành sửa được 100%. Ờ, mà ngộ lắm nghe, mình nhậu vô mình xỉn đó quý vị. Mấy ông mà nhậu mấy ông để ý nè, nhậu xỉn vô lạ lắm. Lúc mà mình tỉnh mình nhìn cái cô đó nghe, nó súng răng đồ kia, rồi nhìn nó xấu, mình ê hề lắm, nhìn ê hề lắm nghe. Mà mình nhậu vô xỉn vô nghe, mình nhìn con nhỏ súng răng đó, mình nói nè, chào em. Mà nó già, nó dùng cái thứ ba chợ, cái thứ khôn. Tao nói tụi mẹ mày với em cái gì. Sao mình nói chào em mẹ. Trời trời, nó nhậu vô xỉn nó ba trợn kinh khủng được chứ. Này là thấy tào lao chưa? À, này nhìn Đức nói nghe,
Đặc biệt của chúng ta là gì? Hút thuốc không có kết quả. Bây giờ tất cả người nam chúng ta bây giờ bình tĩnh suy nghĩ, hút thuốc có kết quả gì không? Bỏ đi, hút thuốc không có kết quả gì đâu. Nhận đức được con cái là từ nhỏ tới lớn không hút thuốc. Nên răng nhận đức cũng tốt lắm quý vị. À, không hút thuốc từ nhỏ tới lớn luôn. Nhận đức nó thiệt chứ. Tứ độ tường nhận đức dính có hai tường. Thật sự dính hai tường. Tủ sắt nhận đức dính có hai thứ. Bài bạc, cá độ đá banh, đá gà, mấy cái cục đó nhận đức không chơi. Uống cà phê không uống, hút thuốc không hút luôn. Chỉ có uống rượu vàng nữ thôi. Nhiều thôi, hai thứ, hai tường dính hai tường thôi. À, hai tuần cũng đủ bỏ mạng rồi. À, còn bây giờ tôi vô chùa tôi đeo tường luôn như thế. À, đó dính, nó dính tường hai tuần, bây giờ tôi đeo tường luôn cho tôi biết. Đeo tường điệu Phật á, bây giờ nghe vì coi nó từ nơi đó mà mình nghe gì mình mới thấy có nhiều người nghe, người ta ăn nhậu người ta nghe gì đó nói chuyện tao phái lắm. Ông thầy không có giấu, ông thầy nó nhậu mà. Mà ông nói rõ ràng nhậu có kết quả. Nhậu khờ lắm, nhậu giết ngu 100% luôn. Nhậu giết ngu lắm. Hồi xưa nhà Đức nấu ăn kìa, nhận Đức nhậu sáng còn dặn kìa còn nghe mùi rượu. Đứng nhà Đức ôm, một tay ôm cái cột, còn tay niêm đồ ăn. Mà xúc đồ ăn cái mắt vậy nè. Mình là liền ở đây, mà vô với mắt mình sao liền vô đây nè. Liền, mình liền chút mấy người phụ biết, mình là Đức trưởng biết mà. Liền chút nó trời ơi trời, liền gì đâu mà muối đường bột ngọt văng vô mặt tùm lum tùm la. Nó nhức đầu quý vị, nó nhìn tàu lao, nó liền tá lả binh chứ nha. Mà sân si lắm, mà nó còn cái men rượu nó sân si lắm. Ai nói gì mình một cái là mình bực bội lắm, nó nóng á. Mà nhất là uống rượu chuối. Rượu chuối ác lắm. Ví dụ như nó bỏ một miếng cồn vô nước rồi nó làm rượu chuối quý vị. Uống nóng ghê mà cái mùi nó khó chịu lắm. Có tiền thì uống bia Ken. Hết tiền thì Sài Gòn đỏ. Thấy không? Hết tiền nữa rượu chán. Rượu chán còn được được. Bèo nữa chơi rượu chuối luôn. À, chơi tá lả binh mà vậy mà cuối cùng giờ đi tu. Ngồi giảng pháp bị nghe quá trời. Đúng không? Nên tất cả chúng ta dù mình ngày xưa hư cái gì, nhưng mình bây giờ quay đầu mình vẫn nói thẳng, người ta vẫn nghe mình. Ông này hư mà không sửa được, đúng không? Đó. Vậy thì mỗi một con người chúng ta nghe đạo phải lợi ích lớn không? Quá lớn. Đó. Giờ bây giờ tất cả các ông đàn ông mà khóc nên mà nghe công đoạn này đi chăng nữa, mấy ông suy nghĩ kỹ ra đi. Cái đồng tiền mà hút thuốc, đồng tiền mà đi uống rượu, đồng tiền mà đi làm ra xong đi nhậu với bạn bè, trong khi vợ con ở nhà khổ đau không có tiền. Mình suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ lại. Mà tu rồi nó khôn nghe. Tu rồi bắt đầu nó khôn á. Đi đến chùa biết cúng dường tam bảo, còn tiền đem về cho vợ con. Khôn ghê không? À, mà không có dám đi tầm bậy gái gú nghe. Nhậu rồi không có dám đi gái gú tầm bậy. Vì mình đàn ông mà mình đi gái gú tầm bậy tầm bạ, tuy là vợ không biết nghe, nhưng mà mình mắc cái phẩm đức của mình là người đàn ông. Vì vợ con nó không có nghe lời mình nữa. Nó kỳ, gia đình nó tan nát lạ lắm. Nên có nhiều ông nói rằng cậu đi làm hoài mà sao kỳ cục không có dư giả chứ. Ăn chơi, tầm bậy ra đường tầm bậy tầm bạ. Rồi tiền nó hết chơi. Thêm cái nữa về gia đình, vợ cho con nó không có nể nang mình. Nó tổn phước đức rồi nó không nể nang nữa. Bây giờ mà thử mà dứt một phát đi rồi bắt đầu lo. Niệm Phật rồi ăn chay rồi ha. Rồi đi làm đem tiền về lo gia đình đàng hoàng. Rồi buổi cơm ở dưới gia đình rồi này kia, xây dựng hạnh phúc gia đình lại. Mà khi gia đình nó hạnh phúc lại, lúc đó gia đình nó thịnh. Gia đình nó hạnh phúc là nó thịnh nghe. Ồ, cho nên mỗi một con người mình mà nghe đạo thử gầy dựng lại đi. Còn nếu như quý vị mà chồng mặc gì chồng đi, mặc vợ vợ đi, nó đi giết đó nghe, là gia đình này mất gốc, là tan nát cái gia đình này liền. Không có hạnh phúc đâu. Nên những đức thường nói rằng là cái gia đình là ít gì cũng một tuần lễ là nhất định phải 2-3 lần là vợ chồng phải ngồi lại nha. Con cái vợ chồng ngồi lại với nhau, nhắc nhở nhau chuyện này chuyện kia. Tại sao bây giờ mà người phụ nữ người ta đi ra ngoài người ta ưa có người khác, người đàn ông cũng có người khác là vì sao? Vì mỗi người mỗi ngã nó đi hoài, đi giết nó buồn quá nên nó gặp đối thủ. À vì đi giết nó buồn gặp đối thủ, còn đi vô chùa là không gặp đối thủ đâu. Đúng không? Vô chùa ngon. À,
Nên tất cả các ông mà vợ mà nói cái tiếng đi chùa, mà gặp mà đi đến chùa này gì nè, mà nghe pháp rồi là cho đi đi. Hiểu chưa? Mà đi mà cái kiểu mà đi đi chỗ này chỗ kia, mà đi chơi vòng vòng đừng cho đi. Cũng đi chùa mà xách giỏ đi lang thang tối ngày mà đi khư khư không đó. Thấy không? Rồi đi với mấy thầy đồ tối ngày không cho đi. Đừng có cho đi. Nó thẳng là đừng cho đi. Có chồng con mà sao mình la vợ mà có chồng con rồi. Làm gì mà đi với mấy thầy hoài à? Người ta cũng là đàn ông mà. Người ta đi làm Phật sự của người ta, mình có chồng con, mình đi theo người ta hoài làm gì? Tôi đi hộ trì. Hộ trì cái gì? Bà có tiền thì bà cúng dường thôi. Còn đi để quý thầy người ta đi, bà đi theo. Quý thầy làm cái gì vậy? Bà điên vậy, kỳ lắm. Tôi nói thật sự mà nói với bà, tôi không phải tôi bực bội cái gì, mà tôi cỡ nào thì cỡ, nếu bà nằm vai trò là người đàn ông, là chồng, là tôi, thì bà đặt vai trò tôi, bà nghĩ thì sao? Bà có chấp nhận cho vợ của bà mà đi tối ngày mà đi với người đàn ông khác không? Dù người ta là người cạo đầu đi tu, tôi có nghĩ cái gì, nhưng mà tôi thấy coi mới được. Đi vậy người ta nói chứ, coi mới được. Tôi nói rồi, từ hôm nay mà đi nữa tôi đập cho gãy chân mà chết. Hiểu chưa? Còn cái này tôi thấy là người ta đi đến chùa, người ta ngồi người ta nghe pháp rõ ràng. Người ta nghe pháp gì mà ta làm vợ tôi thấy con mén nó đi chùa nó gì, nó ngoan, nó dễ thương. Mà chồng của nó thấy là khen rõ ràng. Còn tôi thấy bà đi chùa mười mấy năm nay mà tôi về tôi thấy bà không biết cái thứ gì chứ. Mà về bà còn cử tôi, bà còn kinh kênh tôi, nó trời là trời, bà nói chuyện trên trời dưới đất không à. Bà nói cái gì mà sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi không hiểu gì chứ. Nó Lý Bát Nhã không à. Tôi không biết Lý Bát Nhã là gì, sắc tức thì không, không tức thì sắc tối ngày. Tôi mà không có tu đây mà tôi mà còn đổi là cái câu đó mà còn hay hơn bà nữa. Mà đổi câu gì? Sắc tức thì khó, không tức thì không. Vì nhớ nghe, cái người tu mình bây giờ á, là cái căn tính mình là gì biết không? Sắc tức thì có, là có nè. Còn không tức thì không. Nó, đúng không? Sắc là phải có sắc, còn không là không. Còn mình là sắc tức thì không, không có đâu. Có cửa đó đâu, sắc là sắc chứ làm gì không. Thấy không quý vị? Mình căn tính mình nó kém quá. Nên bây giờ mình đi đến chùa mình nghe đạo, làm sao mình áp dụng trong cái cuộc sống mình nè. Ăn chay niệm Phật hiền hậu. Ngày xưa chồng mà chửi một phát bụp lại liền. Bà nói gì? Bây giờ chửi mình ai vậy đâu, dược mình chạy. À tu vậy là ngon rồi. Tu vậy ngon gọi gì nữa, đúng không? Cái rõ ràng không? Chửi mình nhịn ai với đạo Phật, vượt mình chạy chứ không lẽ ngu gì nó vượt mình đứng đâu nơi vì đứng đâu đi. Có nhiều bà nghe tôi nói, mấy bà biết, mấy bà đừng có dạy quá. Đàn ông nó nóng tính, nó cương, nó bực bội lên nó vượt mình, lỡ nó nào quýnh nó. Quýnh vô còn cái găng ăn cháo chứ đừng nói chuyện dữ dơ. Ngày mai nó chở đi trồng răng, mình cũng rụng răng dập dắt tới cọp gì đó. Nó quýnh rụng răng hết trơn, nó chở đi trồng răng. Ngon là tao không ngu gì đâu. Răng thiệt ngon, răng giả, nó mệt quá đi. Quýnh rồi trong dẫn đi trồng răng à. Thấy không? Nên từ nào đó thôi, chồng la nhịn niệm Phật, chồng vượt chúng chắc ăn. Đúng không? Còn tao chạy lợn, nó đè chúng nó quýnh. Giang tay lên nó quýnh vô mặt lấy tay á. Sao người ta quýnh được? Còn nó giang tay nó quýnh được mặt nè. Còn bay vô nó quýnh đâu đi, quýnh đâu chết đi. Nó quýnh chết thiệt chứ không phải giỡn rồi nha. Mình là người phụ nữ mình làm có lợi người ta. Mình trốn đi. Nghe không? Chui vô một mình chung mình lại. Mình làm cái kiểu cách á, cái người đàn ông người ta. Người đàn ông, cái nguyệt của người đàn ông là gì nè? Người ta thấy người phụ nữ sợ quá là người ta sẽ thương à, ta tội nghiệp. Người ta không có nỡ đánh cái người phụ nữ sợ người ta đâu. Nhưng mà mấy bà phụ nữ mà bị đánh là do gì? Mấy bà hung với người ta, bà kênh với người ta. Mắt cái bà làm nè. Thì nó quýnh mấy bà, nó quýnh mấy bà, không nói dòng do vậy nha. Không lẽ là giờ tao thua mấy bà, tao quýnh mấy bà chứ làm sao? Nên mình là người phụ nữ nha, nó thật lòng mấy bà nhịn đi. Mấy bà không có thua sút gì đâu. Mà cũng không có ai cười vợ mà sợ chồng hết trơn á. Người ta cười vợ mà giữ với chồng, chứ người ta không có cười vợ mà thua chồng. Mình thua nó lúc nó nóng đi,
Rồi lúc nào mà nó nguội rồi mình mới dằn vặt nó. Đàn ông á, khi mà nó nguội á, là mình xỉ xỏ nó được hết. Xỉ xỏ được á, không phải giật mấy bà có không? Trời ơi, là không để ý nè. Khi mà nó nguội rồi á, nghe cái thứ nè, lúc nhậu vô nè, hung dữ nè, hung dữ nè, quýnh vô đầu nó nè, nghéo lỗ tai nè, nó im gu đúng không? Nhưng mà lúc mà nó nổi sùng, nổi máu luôn nè, ai về đâu mà kêu chỗ đầu chốn rồi. Mình chốn chỗ đầu mình cũng bắt cừ lắm nghe quý vị. Lúc đó là không có chuyện gì xảy ra chứ. Rồi lúc đó nghe, lúc mà bình thường mình nói, qua làm gì mà dữ gì. Vợ chồng mà vượt người ta thấy ghê, làm thấy ghê còn hơn cái gì. Ông tôi sống với ông, tôi thấy ông tôi sợ quá trời sợ luôn. Khi mà ông nhậu vô xong ông thấy ghê quá. Ông muốn giết tôi, trời ơi, ông mà giết tôi ở nhà này nó buồn biết bao nhiêu mà nói. Mình nói vậy người ta thương biết nhiêu, nói quý vị công nhận không? Ông mà giết tôi rồi cái nhà này nó buồn biết bao nhiêu mà nói chưa. Rồi ai nấu cơm cho ông ăn, ai đẻ con cho ông, ai nuôi con cho ông mà ông giết người ta. Rồi lúc ông buồn buồn, ông hung ai mà ông giết. Đúng không? Cái mặt này nè, rồi ông hung bao nhiêu đủ hung rồi. Ông không có biết dưỡng cái mặt này để cho hung gì chứ. Ông dạy quá, tôi nói ông khờ lắm. Ông phải mua kem dưỡng da đồ về cho tôi, để tôi dưỡng cho nó đẹp để cho ông hung. Còn ông quýnh nó rồi nó bầm mặt bầm mày, lấy đâu mà hung mà quýnh hoài vậy. Nói kiểu đó trời ơi, chồng nó thương mà chết luôn nó thương. Nó đi đâu nó cũng kiếm đường, nó tranh thủ nó đi về trước thời hạn. Chứ sao khỏi cần kêu nó cũng về trước thời hạn nữa. Còn mình mà về mà nó vừa về tới cửa nhà nó ở trong nó nghe mà bà chữ con cái chữ tá lả, binh đập thao đập nồi tá lả cho nó quay xe lại giọt. Đi kiếm bạn bè nhậu, về nhà gặp con chặn lửa dữ quá. Còn mình làm vợ, mình đi tu, mình biết Phật pháp, mình biết phục vụ chồng. Gặp chồng đi làm gì hỏi anh ăn cơm chưa để em dọn cơm cho. Rồi xong thay đồ đạc để em giặt cho. Rồi lau mình mẩy bằng đồ sạch vô ăn cơm đi để em giặt đồ cho. Mình vậy thôi bắt đầu là nó ăn cơm xong nó nè hôm nay làm được 5-7 triệu nè đưa nè. Một vài ba câu của mình mà móc tiền không còn cắt nè. Mình khôn quá hiểu chưa. Mình khôn quá mình nói nè. Nhà cửa mình nó nghe không. Mình gia đình mình biết. Đi ra ngoài làm hà tiện hà tặng chút đem tiền về. Con cái của mình học hành này kia. Ông phải biết thương vợ thương con. Tôi nhà tôi cũng cực lắm á. Nó đi ra ngoài đừng có ăn xài bừa bãi. Cái gì ăn á, cần ăn thì ăn. Còn hoặc là mua phải lan ăn, phải mì ăn là được rồi. Đừng có đua đòi theo chúng bạn. Đem tiền bạc về để lo cho gia đình nghe không. Bên cạnh nó ngọt nó. Nó môi sạch nhất nó đưa cho mình luôn. Không có còn cái gì hết chứ. Nó đàn bà đó là đàn bà khùng. Đúng không? Nói sẵn sẵn với nó một cách không có mà nó còn quýnh nữa chứ đừng nói gì. Mà mình nói sẵn với người ta đi ra ngoài người ta kiếm người khác. Tại vì người ta kiếm tiền thì người ta phải nói chuyện ngọt. Hiểu không? Mình phải nói dạy chồng mình nói ông biết người ta kiếm tiền người ta nói chuyện ngọt ngào lắm. Còn tôi là vợ ông, tôi thiệt lòng với ông nên có khi vì con cái vì gia đình nên tôi có những câu nói nó hơi sẵn một chút. Ông cũng thông cảm. Tại vì công việc ở gia đình mình chứ lúc nào cũng ngọt với ông hoài coi cũng có được. Nên người ta nói người ta đánh giá gì đâu, vợ chồng là cả đời chứ đâu phải một ngày một bữa đâu mà cái gì đâu như điêu thiền lữ bố. Mình nói cho chồng mình nghe. Còn người ta là do người ta moi móc tiền của ông. Ông có nghĩ vợ con ở nhà cực không? Ông đi đến quán cà phê rồi ông ngồi ông nói chuyện với người ta. Người ta phải nói chuyện ngọt ngào với ông vì người ta muốn cái túi tiền của ông. Xong rồi lỡ ông bệnh ông đau có ai ngó ngàng ông không? Bây hổm ông bị cảm xúc nhức đầu ai chăm ông? Ai dắt gió cho ông? Ai bắt gió cho ông? Ai cạo gió cho ông? Trời ơi mình nói chuyện cái đó tao thương quá trời thương luôn đúng không? Nghe mê chết mù luôn rồi nói chuyện dẫn chơi. Mình khéo léo. Người phụ nữ học Phật rồi là thông minh khôn. Chứ sẵn với chồng chi? Đừng có chữ cha chữ mẹ người ta tầm bậy. Cha mẹ của họ sanh họ ra mà chữ cha mẹ họ. Không có cha mẹ họ sao có họ. Còn mình mỗi ngày mình thương vợ mà mình chữ cha mẹ vợ trở lại trời cái thứ ác ôn. Sanh con nuôi con khôn lớn cho nó ôm nó hung. Vậy mà nó chữ cha mẹ vợ. Cái thằng này nó ăn trái mà nó không nhớ kẻ trồng cây mà. Hiểu không? Mình nói mà mình dằn vặt luôn mà mình nói nhẹ nghe. Mình nói ông nghe ông có biết ơn nghĩa chứ. Ông thấy tôi không? Tôi học Phật thầy dạy tôi rõ ràng. Tôi về tôi nhớ cội nhớ nguồn.
Tôi thương ông, tôi thương cha mẹ ông. Lâu lâu tôi gửi tiền cho ba mẹ ở quê, tôi không về được nhưng tôi gửi tiền. Đám dỗ đám quẩy không về được là trước đó tôi gửi tiền cho cha mẹ. Tôi điện thoại về hỏi thăm gia đình, anh chị em sao. Nó tôi nhớ cội nhớ nguồn. Còn ông á, tôi thấy ông á ngộ á. Ông á thương tôi bao nhiêu, ông hung tôi bao nhiêu, tôi đẻ mấy đứa con. Vậy đó mà ông không có bao giờ mà tôi thấy ông nhắc đến cha mẹ tôi chứ. Ông sống thì sao mà sau này con nó nghĩ đến ông. Nó chứ ông đừng có sống vậy, ông sống vậy nó thiếu đạo đức không có được đâu. Mà lúc nó hiền, mình dằn dặt mình xỉ xỏ nó. Nó đơ cái mặt ra vậy. Đàn ông nó như vậy đó. Hiểu chưa? À. Còn lúc mà nó nhậu xỉn gì đó nghe. Nó nhậu xỉn gì mình cứ đem khăn nóng ra lau mặt nó. Mình cứ làm hết cái vai trò làm phụ nữ của mình đi, rồi ngày mai mày biết tay tao. Hiểu chưa? Đừng có bao giờ mà nó nhậu gì mà nằm trong mùng, dùng cái thứ gì đó, ăn nhậu vậy đó, không biết uống cái thứ gì đó. Chữ khơ 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 là nó tóc mùng nó quýnh cho mà biết. Phải không? Phải không? Kinh nghiệm rõ ràng mà. Nó lúc nó nhậu xỉn về mình đem khăn nóng mình chuẩn bị sẵn hết, cái gì cũng chuẩn bị sẵn hết. Rồi về nó hà hơi vô mặt mình hít luôn. Mình biết mà cái thế của mình là chịu đựng, phụ nữ là chịu đựng. Mình chịu đựng mình mới xỉ xỏ được. Nên nó nhậu về xong nó hà hơi mình, thơm quá. Chịu đựng hết luôn mà cho nó quen đi. Cho nó quen. Nó nên từ nơi đó mình hít hơi được bình thường. Thấy không? Tại vì nó nhậu xỉn vậy mà. Rồi ngày mai mình mới kể chuyện lại cho nó nghe. Mình xỉ xỏ lúc đó trời nó sợ kinh khủng lắm. Thấy không? Đó là đó tôi chỉ mấy bà tại đây mấy bà đông quá. Mấy bà quá đông. Mà mấy ông đây nghe cũng phái nữa. Thấy rõ ràng không? Nghe ai cũng thấy thích hết trơn á. Đó quý vị thấy không? Một cái buổi nói chuyện mà nó quá nhiều tư tưởng luôn quý vị à. Nó tàu ô, có ông thầy nào mà ông dạy gì đâu mà nó kỹ gì đâu. Vậy mà có những người người ta bình luận người ta nói nè, đây là ông thầy gì á. Nó là ông thầy gì kệ mồ nữa. Miễn dạy tao nghe quái được rồi. Con người ta trong cái cõi đời này cái gì cũng vừa bụng được quý vị ơi. Dạy người ta tỉ mỉ thì người ta nhắn tin, người ta nói đây là thầy gì á. Bây giờ tôi hỏi thầy gì, không biết. Vô duyên thầy gì mà cũng không biết. Nó đại thầy ma đi. Thì biết gì sao mà bây giờ mà thầy ma mà nhiều người nghe không. Tại vì con người chúng ta bây giờ ma nhiều quá. À, tâm ma nhiều quá. Nên giảng nghiêng nghiêng về ma thì nhiều người nghe. Nhưng mà trong ma với Phật nó chỉ có một cái lật bàn tay à. Nó, nếu khéo léo ma cũng thành Phật, mà không khéo léo Phật cũng thành ma nữa cho quý vị biết. Nghe chưa? Nó, nên từ nơi đó mà mỗi người mình nghe đạo rồi á, nhớ cái tâm thiện là việc cực kỳ quan trọng để mà cầu an cầu siêu cho người thân. Trong nhà Phật có câu nói rằng đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Người xưa có một câu nói rất hay: hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận, mà hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Vậy thì cái thời cuộc này mà kiếp nạn nhiều, từ dịch bệnh, chiến tranh hoặc là trộm cướp, đủ thứ chuyện. Cái chết con người nó đủ cách. Là từ đâu? Bất hiếu nhiều quá. Không nhớ nguồn gốc. Giống như một cái cây mà chặt cái gốc mà. Thì dù là cành lá hoa quả có xum xê nhưng nay mai là chết. Chắc chắn luôn. Một cái chậu hoa mà mình cắm có đẹp cỡ nào, nhưng mà đã chặt gốc rồi thì một hai ngày héo. Còn một cái cây mà dù cho nó cành lá hoa quả nó không xum xê nhưng gốc nó tốt, thì chắc chắn là nó sẽ phát triển được cành lá hoa quả tồn tại. Nhớ. Nên chúng ta muốn cho kiếp nạn nhân sinh này được hóa giải, bắt đầu từ chữ hiếu. Người xưa khi người ta chưa có nghe đạo gì, người ta chưa có học Phật gì đâu. Nhưng mà khi người ta hiếu với cha mẹ anh ta, thì cả người ta dẫn một con trâu người ta đi cày đất mà người ta không dám quýt.
như vua Thuấn. Có nghĩa là khi mà ông dùng châu cài đắt, ông không đắt. Ta hỏi vì sao không đắt? Nó là vì bắt nó làm cực quá mà đánh nó gì. Có nghĩa là cái tâm hiếu, người ta hiếu với cha mẹ người ta nha, là từ cái tâm hiếu này là cái thiện tâm nó giống như chờ phú lạ lắm, là họ thương những loài sinh vật. Dù như họ chưa có nói ăn chay trường gì, nhưng mà cái gì họ ăn là ăn, chứ họ không dám giết tùy tiện. Mà họ giết bằng một cách mà giống như nó có một cái sự từ bi, chứ không phải là giết cái kiểu mà bằng cái tâm ác dã man mà giết. Giống như có những cái mối đạo người ta cũng còn ăn mặn, nhưng khi người ta giết một con vật là một dao chí mạng, chứ người ta không muốn cho con vật nó phải đau đớn lâu dài. Cái đạo người ta là như vậy, nhưng phải có cái thiện nằm bên trong. Từ nơi đó mà mỗi một con người mà khi có chữ hiếu là có cái thiện. Nên mà nó là hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Vì thì muốn mưa hòa gió thuận thì hiếu. Còn hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Thì muốn cho hoa màu được tốt đẹp thì hiếu. Có nghĩa là muốn cho dịch bệnh, chiến tranh được hóa giải thì từ hiếu. Tại vì đã là hiếu đạo rồi thì con người ta nó không có giành lãnh thổ của nhau. Vì thí dụ như giành lãnh thổ thì có nhiều người chết. Mà nhiều người chết thì cha mẹ người ta cũng đau lòng. Bản thân người ta thương cha mẹ, cha mẹ thương người ta. Người ta không muốn cho con của người khác bị chết, cha mẹ người khác phải đau lòng. Bản thân của họ nghĩ họ, họ nghĩ cho người khác. Từ ngay chữ hiếu mà nó hóa giải được kiếp nạn nhân sinh. Từ ngay chữ hiếu mà nó hóa giải được dịch bệnh. Và từ ngay chữ hiếu mà giúp cho xã hội này bình an và sống tốt đẹp. Chữ hiếu mà ra đấy rồi. Nên trong nhà Phật mới nói câu là đạo Phật là đạo hiếu, bắt nguồn từ chữ hiếu. Mà Đức Thế Tôn đi tu cũng vì hiếu đạo mà đi tu. Vì nhìn thấy cái tình cảnh mà vua cha và hoàng thân quốc thích cuối cùng sẽ chết, là chúng sinh sẽ chết không biết đi về đâu, nên thấy tự tất đạt đa, quyết định đi tu để tìm ra con đường giải thoát. Tìm ra con đường giải thoát rồi Ngài mới về, Ngài giúp đỡ tất cả những người hữu duyên. Rõ ràng đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là từ cái tâm hiếu mà sinh ra, để rồi đi tu để cầu giải thoát. Nên chúng ta ngày hôm nay á, là ngày mà dỗ tổ Hùng Vương, giống như tổ tiên chúng ta đi. Mà những đức lại tổ chức cái ngày nay là cái ngày mà chúng ta làm đám dỗ tập thể đi. Bây giờ ngày nay đúng là mình phải tổ chức lễ Phật đồ này kia, nhưng mà lễ không được luôn rồi, vì quá đông rồi. Thì coi sao lễ đây. Cái điện trên dưới rồi hai bên mấy chú phải che bạc, mấy thầy che bạc ngồi kính mít chứ. Từ nơi đó không lễ được. Nhưng mà mỗi một cái tâm con người đang ngồi đây, vị nhớ là mình phải có một cái tâm là ngày nay là hướng đến tổ tiên của mình. Giống như câu chuyện Đức thường kể, mà khi Đức Phật còn tại thế, mà Đức Phật đi khất thực cùng với Tôn giả A Nan. Đi một đoạn cái Tôn giả A Nan thấy rõ ràng là có một nhóm quỷ khóc la vô cùng. Cái Tôn giả A Nan bạch cùng Phật, thì Phật nói ở đây đi một chút ta nói cho nghe. Đi một chút nữa thì thấy một nhóm quỷ vui cười hứng hở. Thì Tôn giả A Nan cũng hỏi Đức Phật, đi một chút nữa Đức Phật ngồi xuống một cái gốc cây, Đức Phật giảng cho Tôn giả A Nan. Mà giảng cho Tôn giả A Nan là giảng cho mình nghe đó nghe. Mà Tôn giả A Nan là đại diện cho mình để hỏi Phật, để cho người đời sau chúng ta biết làm sao để giúp cho ông bà tổ tiên của mình khi đã khuất được tốt đẹp. Thì Đức Phật nói rằng là cái nhóm quỷ đầu tiên mà khóc la kia là con cháu không biết tu, không biết tu nhân tích đức gì. Rồi á, cứ là cha mẹ chết đi là sát sanh hại vật, đãi đàn người ta. Rồi cứ lo kiếm tiền chấp điếu này kia mà không có nghĩ đến cái vong linh cha mẹ phải đi về đâu. Sát sanh hại vật, mỗi tuần thắt cứ sát sanh hại vật. Rồi khóc la vậy đó mà chút ra ngoài nhậu cũng ly ầm ầm. Khóc la dữ lắm nhưng mà đờn ca múa hát. Quý vị coi ngoài đời đám ma có gì không? Có mà, đúng không? Đờn ca múa hát. Mà thường là múa hát là vui đúng không quý vị? Còn cái này ngày cha mẹ chết mà múa hát, cái quan niệm của người ta nó sai, nghĩ rằng là chia buồn. Nhưng mà cái đó đâu phải làm gì đâu. Tại sao vậy biết không? Họ không biết, không hiểu cách làm sao, nên họ làm theo cái thế tục mà nó cứ đi theo chiều hướng. Nên từ nơi đó mà cha mẹ ông bà mất, con cháu không biết,
dùng cách nào để giúp cho ông bà cha mẹ được siêu thoát, toàn là sát sanh hại hoặc không. Thì con cháu không biết tu gì hết, thì cái nhóm quỷ kia khổ quá, họ thấy là họ không có cơ hội gì hết. Trong cái cảnh giới của họ vẫn biết rằng con cháu bây giờ giúp họ không giúp thì thôi, nhưng mà bây giờ toàn là xả ác xuống không, và họ thấy rằng họ không có cái cơ hội gì để mà được siêu thoát. Cái nên cái cảnh giới khổ đau của họ quá thê thảm rồi, nên họ khóc lóc, họ kêu gào than thở vô cùng. Rồi xong cái nhóm quỷ mà vui cười kia là nhờ con cháu mà ngồi ở trong đây tu nè. Nói vậy cho nó dễ hiểu, cho nó gần chút nha. Mà nói gì người ta thấy nó gần gũi đó. Thì bây giờ con cháu ai mà đi đến đây tu thì ông bà sẽ nhờ. Thì Đức Phật nói rằng là nhờ con cháu mà nó tu hành, ăn chay niệm Phật, làm thiện làm lành, rồi tu nhân tích đức hồi hướng cho ông bà tổ tiên. Nên bây giờ nhờ cái phước đức mà đông người tu quá, nó cộng lại. Ví dụ như ngày xưa người ta tu giỏi lắm, một mình người ta cũng cầu siêu được. Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ tu hành mà cầu siêu cho mẹ cha người ta sẽ siêu thoát đấy chưa. Người ta có một mình người ta tu, người ta cầu siêu cho cha mẹ người ta siêu thoát, bản thân người ta còn chứng quả được. Còn mình bây giờ một mình nó yếu quá, giống như yếu không dám ra gió. Nên bây giờ phải dùng đông người, đông người để tập trung về. Nên Phật tử khắp nơi nơi mà chưa về đây được coi qua chương trình trực tiếp này đó, cũng phải hòa nhập cùng với cái đại chúng này để mà cùng cộng lực ha. Nhớ, cùng cộng cái lực cho nó mạnh nhờ cái quay lực của đại chúng. Nên trong kinh Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Bây giờ mình tu không có giỏi, nhưng mà nhờ mình kết hợp quá đông người mình ngồi đây, giống như ngọn đèn của mình mờ vậy lắm, nhưng mà nhờ quá nhiều ngọn đèn thắp lên một lúc đó. Bây giờ vì coi bao nhiêu ngàn người ngồi ở đây làm gì, thì bao nhiêu ngàn ngọn đèn thắp lên. Thì bây giờ cộng lực lại cái ánh sáng này thì tự nhiên ánh sáng nó sáng dữ lắm. Mà ánh sáng nó sáng thiệt là nhiều thì bóng tối vô minh nó tan biến. Nên cái giờ này là cái tâm mình tưởng nhớ ông bà tổ tiên mình, mà vì mình mà tạo nghiệp. Có khi bây giờ đang đọa lạc khổ đau cho tam đồ ác đạo dữ lắm, nhưng 100% là ông bà tổ tiên chúng ta chưa có siêu thoát bao nhiêu đâu. Còn nhiều người đọa lạc dữ lắm. Chúng ta còn nhiều người ở đây quý vị mang nghiệp phá thai nữa. Vì có mang nghiệp phá thai trong đây đó. Quý vị biết cái nghiệp phá thai này, cái nghiệp nó đáng sợ dữ lắm. Cái nghiệp này là cái nghiệp giết con. Mà con đến mà nó báo ơn thì giết nó thành báo quán. Mà con đến mà báo quán thì giết nó thành quán chắc chồng thêm. Từ nơi đó mà cái nghiệp phá thai này đâu có đơn giản. Ngày xưa mình không hiểu, mình nghĩ rằng là như một giọt máu phá rồi thôi à. Nhưng mà quý vị có biết rằng là nó phải có con linh hồn nhập vào đó nó mới có biết mình mang thai. Nếu nó không có linh hồn sao mình biết mình mang thai mà ấm nghén. Mình biết mình mang thai là nó đã có một linh hồn. Mà mình giết một cái giọt máu đó là mình đã giết một cái mạng người rồi. Mà mình giết bao nhiêu lần thì mình giết bao nhiêu mạng người. Quý vị biết rằng đó, có những người người ta không phải phá thai mà người ta sảy thai mà con người ta còn đi theo người ta kìa. Con còn đi theo nó không chỉ là phá thai, mà đi theo đó là chưa đến nỗi là báo quán quá, mà nó còn ganh tị cái thấy mình nuôi những đứa con sinh ra kìa. Không chỉ là vì bị giết nó mà vì sinh những đứa con kia, vì nuôi vì thương yêu. Còn nó thì bơ bắt buồn khổ, gọi là cô hồn, là cô đơn. Linh hồn này buồn bã cô đơn, đi chỗ này đi chỗ nọ buồn khổ. Mà càng buồn thì càng hẳn. Quý vị coi như phim, quý vị coi kịch, quý vị coi cả lương, quý vị coi thấy không, con người người ta nó càng khổ thì nó càng hẳn cái người làm nó khổ. Cái sự hẳn nó tăng thêm vậy đó. Nên họ nhìn những đứa con mình thương yêu, mình lo lắng đó, họ quán hẳn. Họ phải làm sao cho những đứa con này mà ngỗ nghịch quý vị. Rồi nó mà đã ngỗ nghịch thì nó hết phước. Mà nó hết phước thì nó càng dễ làm cho những đứa con đó làm cho quý vị đau khổ. Tại vì cái đứa ngỗ nghịch thì phước nó giảm. Mà phước nó giảm rồi thì những cái đứa mà quán thân trái chủ đi theo, nó khiến cho cái đứa này phải càng làm nữa. Nó về nó lấy tiền này, rồi nó chửi mình này, rồi nó nghinh mình, nó kênh mình này. Rồi nó dùng mọi cách, rồi có những lúc nó dùng cái cách là ngọt ngào, nó nói chuyện ngọt ngào với mình để nó dụ xong rồi đầu nó mới lấy tiền của tiền cái nó cười. Nó làm đủ cách ha mà. Quan gia nó lạ lắm. Quan gia nó rất là lạ. Sáng này những đức tự nhiên. Bữa nay ngay bữa nay ngày tổ chức chương trình 3 ngày. Sáng này tự nhiên sống đi không được. Đi ra cái lần dưới Quan Âm cách nay 3 năm về trước, cái lễ Phật không được, đau, sống tự nhiên kỳ cục.
Một cái gì mình tổ chức nó cũng không đơn giản. Nãy trên kia lễ Phật khó khăn lắm. Mình nghĩ rằng bữa nay là lễ Phật mình cầu siêu được chứ, tổ tiên tập trung con người ta. Mà nay lễ Phật được, mình cho nó mỗi lễ mình vất vả vô cùng. Một lễ là khó một lễ. Mình nghĩ rằng thôi, bây giờ phát tâm ngày nay có lễ Phật, mà về lễ không được rồi thôi, cái lưng con đau quá, con gán, cố gắng con lễ 20 phút nửa tiếng hồ cho anh này gán. Mà một lễ nó khó khăn lắm đó, vậy đau vô cùng đó. Có nghĩa là nó lạ lắm, nó giống như rằng lễ với Quan Âm mấy lần thấy không, tự nhiên tới ngày lễ với Quan Âm rồi tự nhiên sống với đau, mà giống như xá mà không được, quỳ xuống đau ghê, mà vài ngày thì hết, mà chiến này em biết có hết không. Nó từ nơi đó thì vị biết rằng là cái nghiệp quan gia trong cái cõi đời này, nên trong kinh Phật nói là quan gia thù nghiệp ở trong cái cõi đời này. Mà mình khi mình làm một chuyện gì mà mình muốn hướng thiện thì phải nhất định phải có cảnh giới ác khảo đạo, để coi mình cái tâm quyết mình sao, hiểu chưa? Nó phải rèn mình như vậy đó, nó không có đơn giản đâu. Mà quý vị vừa phát tâm thôi mà quý vị thấy ít ai mà đang, ví dụ như người ta ngày nay người ta tổ chức mấy cái chương trình này ít, mà dù có tổ chức người ta cũng tổ chức cái hình thức nhiều. Còn mình hôm nay là mình muốn nào là niệm Phật, nhiều sáng như quý vị niệm Phật đó, rồi xong rồi mình chia sẻ Phật pháp. Mà chia sẻ Phật pháp nó rất là hay. Vì sao quý vị biết không? Nếu như niệm Phật mà nó không phát cái tâm thì nó chưa giải tỏa được. Mà cái thuyết pháp thì bị chưa niệm Phật nhưng mà lạ lắm. Cái thuyết pháp là nó phát tâm, nó hiểu rồi nó mới phát tâm. Mà khi nó phát tâm là nó cảm ứng. Tại vì cái ý niệm của người mình nó là đến thiện và ác. Ví dụ như ý niệm mình mà thiện đến với người ta là người ta được hưởng thiện, mà ý niệm mình mà ác mà đến với người ta là người ta sẽ hưởng ác, và mình cũng chịu ác. Mà ý niệm thiện của mình đến với người ta hưởng thiện, mình hưởng thiện. Nên cái ý niệm nó cực kỳ quan trọng. Ý niệm của Tam Đồ, ý niệm của chờ, ý niệm của người, ý niệm của Bồ Tát, ý niệm của A-la-hán, ý niệm của Phật, là do ý niệm mình sinh đến cái cõi nào mà mình chọn. Cái tâm niệm nó quan trọng dữ lắm. Nên từ nơi đó mọi vị biết rằng là cái nghiệp phá thai này không có đơn giản đâu. Rồi cái nghiệp sát sanh là nó kinh lắm. Vì biết rằng cái ngày nay sẽ sát sanh cỡ nào chưa? Thí dụ như cái ngày bình thường người ta giết xe, giết 10 con cá, ngày nay người ta giết khoảng 1.000 con cá. Cái số lượng nó tăng lên như vậy, nó 100% luôn. Và có khi con vật người ta gọng sẵn, chó, mèo, vịt gì đó, người ta để sẵn, để mà mấy ngày người ta bán nè. Dù bữa nay dù có thiếu tiền cỡ nào cũng đi mượn nợ mà ăn chơi. Được nghỉ mà, cái quan niệm của người thế gian, nó cái ngày nghỉ lễ, cái ngày nghỉ Tết, nó mà nói mà cỡ nào bây giờ mượn tiền lờ, mượn tiền xã hội đen cũng phải chơi mấy ngày nay, chơi xong rồi tính. Cái quan niệm của người ta ngoài đời nó như vậy đó quý vị. Giỡn đâu. Chứ bây giờ ngày nay nghỉ lễ mà bận đồ đẹp đẹp một chút, mà bận đồ đẹp đẹp một chút mà không chơi thì coi không được. Nên nó cũng ga lăng đồ chơi đồ kịch liệt luôn. Mới mượn nợ xã hội đen chút xíu tiền ra nhậu, nó mấy ngày sau tính sao, ai chơi sao mấy ngày này tính. Có quan niệm người ta kinh lắm quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà cái ngày nay là cái ngày sát sanh ghê gớm lắm, dữ lắm này. Rồi bắt đầu ngày mai, ngày mốt, rồi thêm 2 ngày nữa, nó 5 ngày nghỉ lễ đó. Thì bây giờ mình tổ chức là thấy 3 ngày luôn đó. Bữa nay nè, là sáng rồi chiều, thấy không? Rồi bắt đầu là tối thì bên hộ pháp thì lớp đạo làm con rồi, thì bị sắp xếp. Còn ngày mai là chủ nhật, chúng ta tổ chức cũng y rang như bữa nay, sáng chiều, thấy không? Rồi bắt đầu là mình ở là được thì mình ở. Bữa sau thứ hai là tiếp tục sáng chiều, là thấy 3 ngày rồi đúng không? Còn 2 ngày kia tùy duyên. Tại vì có những người người ta nghỉ được 5 ngày lễ thì thôi, để 2 ngày có những người ta, mình cũng về gia đình, mình có chồng con rồi. Cái đó là cái mà nó cũng có cái trước cái sau, hiểu không? Còn nếu như giờ những đứa tổ chức suốt luôn á, mấy bà đi đến đây về đây 5 ngày xong á, chưa thấy cái gì mà thấy chủ nhật đến cái miệng sưng chù dù. Thế tội nghiệp phải không? Tại vì á, mình đi hoài á, mình còn cái trách nhiệm của mình, nên mình tu mình cũng phải có cái gia đình mình rõ ràng. Mình đến đây mình tu được, mình 3 ngày mình tu được, mình về mình làm vợ cho nó đàng hoàng mấy ngày lễ. Hiểu chưa? Như vậy đó thì mình có trước có sau, người ta không có nói mình được đâu nghe. Nó thì trước nhất là 3 ngày đó mình tổ chức. Mà 3 ngày này là nó ý nghĩa dữ lắm. Như bữa nay là Dỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta tổ chức ngày dỗ tập thể
cho tất cả những người đi đến đây và những người khắp nơi coi qua chương trình này. Mình tưởng nhớ, cái tâm mình tưởng nhớ tổ tiên gì nó thật chắc. Còn người ta nghỉ lễ bữa nay, người ta ngoài đời người ta đi đi nhậu, đi chơi, đi sắc xanh, đi tắm biển, đi du lịch. Chứ có ai, có mấy người nghĩ tới tổ tiên đâu quý vị. Dù có nghĩ cũng là một cái mồm, một cái viễn văn gì đọc đó, một cái nghi lễ gì thôi. Còn mình ở đây là mình tổ chức là phải đổ mồ hôi, nhớ không? Rồi mình phải ngồi nóng, rồi chặt chội, đó, nhân quả, rồi công quả, thấy không? Có công mới có quả. Cái quả này mình để mà cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình, mà cầu siêu cho ông bà tổ tiên để nó lợi ích cho người sống. Quý vị phải nhớ câu là âm siêu thì dương lợi. Mình tưởng nhớ đến tổ tiên là tưởng nhớ nguồn gốc, mà tưởng nhớ cái nguồn gốc thì mình người sống sẽ được lợi ích. Cái người sống chúng ta khổ đau là vì quên cội quên nguồn, mà mình nhớ cội nguồn thì tức khắc là mình sẽ được tốt, mình hiện hữu sẽ tốt. Nên muốn mình hiện hữu tốt thì phải nhớ cội nhớ nguồn bằng cách nào? Hướng thiện mà nhớ. Hướng thiện mà nhớ, đúng không? Người ta giờ này đi ăn nhậu sắc xanh, mình giờ này ngồi nghe pháp. Rồi người ta thì ăn đùi gà, giờ này mình ngồi nghe pháp. Một chút mình xuống dưới đó mình ăn chay, rồi mình còn phóng sanh nữa chứ. Mình còn cúng tế thực cho ông bà tổ tiên mình nữa. Tất cả chư hương linh thai nhi, những người mắc chưa xiêu, người ta biết ngày nay mình tổ chức, những đức thông báo người ta đến rất là đông. Người sống cũng vậy, mà người mắc cũng vậy, người ta đến rất là đông. Rồi một chút nghe pháp xong, tu hành xong, mình ra mình cúng tế thực cho người ta. Là có nghĩa là mình vừa hướng thiện, rồi mình vừa mời người ta đến để mà mình tưởng nhớ đến người ta. Tại vì người còn sống như mình tu xong mình cũng phải đi ăn. Thì người chết rồi chưa siêu, cái cảm giác của người ta lúc còn sống ăn quen rồi, nên khi chết người ta cũng tưởng nhớ cái ăn cái uống. Nên mới nói rằng là dương gian âm phủ đồng một lý. Thí dụ như quý vị đi xe cộ đi đến đây để tu, bữa nay hương linh cũng chạy xe ầm ầm ngoài đường đi. Giỡn đâu nghe. Ừ, tức là dương gian âm phủ đồng một lý. Cái nguyên lý của ý niệm nó giống nhau quý vị à. Mình ý niệm thiện đến với người ta sẽ hưởng rất là lớn luôn á. Nên từ nơi đó mà cái cởi mở tâm tư qua những cái bài chia sẻ Phật pháp nó quan trọng dữ lắm. Nên á, mà Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan rằng là những đứa con cháu mà khổ đau mà bắt hiếu với cha mẹ, rồi làm cho ông bà cha mẹ đọa lạc, mà gọi là không có được siêu thoát, khóc lóc đau khổ rên rỉ kia, là do những đứa con cháu không biết tu. Mà bây giờ mình biết tu, ngày nay mình tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên mình lợi ích lớn biết nhiêu nó. Quý vị biết rằng là quý vị đã có tâm quyết đi nghe, là trước mấy ngày là ông bà tổ tiên mình đã được báo tin. Được báo tin rồi đó. Cái việc làm mình ở đây thì sao, là ở dưới cõi âm ta biết hết chứ. Cái việc làm ở đây nuôi bao nhiêu người già ở dưới Diêm Vương người ta biết rõ ràng hết chứ. Biết hết trơn ở dưới. Thì biết rằng á, nhưng Đức đọc một câu chuyện của một vị tổ sư khi giảng sanh. Ngài giảng sanh ở dưới âm phủ, ở dưới vua Diêm Vương mở tiệc ăn mừng ở dưới. Nói rằng là có một người mới giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bữa nay mở tiệc ăn mừng dưới đây nè. Thì quý vị biết rằng là mình vừa suy nghĩ cái chuyện mà tưởng nhớ ra ông bà tổ tiên, cái cầu siêu cho ông bà tổ tiên ngay ngày dỗ tổ vua Hùng. Thì quý vị biết rằng là cái tâm niệm của mình nghĩ như vậy thôi, thì ở dưới vua Diêm Vương nói, ở trên dương gian có cái ông tu hành ở ngôi chùa của ông hòa thượng đó, ông đó ngay ngày dỗ tổ của vua Hùng, bao nhiêu người người ta làm những chương trình này chương trình kia, rồi người ta nghĩ người ta đi ăn nhậu sát sanh, nhưng ông đó lại rủ rất nhiều người về đó để cái tổ chức cái lễ đó và nghĩ đến ông bà tổ tiên. Thì mình ở đây mình ngồi mình nói chuyện gì ở dưới âm phủ người ta cũng vui chứ. Tại vì mình với người ta là nó nằm như cái căn nhà mà từ thấp lên cao. Lục đạo luân hồi nó là căn nhà 6 tầng. Thì quý vị biết rằng là mình với người ta câu thông. Nếu thiện tâm thì ở dưới cõi âm nó cũng được nhờ nữa. Thì quý vị biết rằng nếu như mà người ta đỏ dưới càng nhiều thì cái việc làm ở dưới âm phủ người ta càng cực. Nếu như mà đỡ đi cái người mà đỏ thì vua Diêm Vương mừng quá trời, rảnh rỗi để có thời gian đi chơi đồ chút đỉnh. Thế sao? Thì bây giờ quý vị coi, bây giờ nếu giờ nhìn Đức làm vua đi, nhưng mà bao nhiêu cái người ta tạo tội nghiệp đồ đến cho những Đức xử tối ngày, cực không? Nhưng mà nếu có ai dạy cho nhân dân mà đừng có tạo nghiệp ác, đừng có đi đến đây cho những Đức xử nó, thì những Đức có thời gian vẽ tranh rồi ngâm thơ, nó có thời gian vui chơi cho thoải mái một chút, hiểu chưa? Còn nếu như bù đầu bù cổ lo hoài cái việc nhân dân, sao mà có thời gian rảnh
Thì bây giờ quý vị coi á, mình mà làm thiện ở trên đây, mình mà hướng dẫn người ta tu để mà cầu siêu cho ông bà tổ tiên, thì vua Diêm Vương ở dưới ngày nói một câu: được, tốt đó, tốt đó ông thầy, làm đi. Dẫn đâu nghe à. Nên cái tâm niệm của mình ngày nay nó phải phát cái tâm thiện vì ông bà tổ tiên của mình. Mình càng nghĩ thì vì tụng trong kinh Du Lan như thế không, cái tâm mình tụng kinh Du Lan thì mình thấy nó cảm động cỡ nào chứ. Nên cái gầm tháng 7 gì sao mà khi mình cầm quyển kinh Du Lan lên mình tụng một cái là tự nhiên có nhiều người rơi nước mắt cảm động. Dù cho mình chưa có tu gì nhưng mà mình nghe một cái là mình cảm động dữ lắm. Thì mình nghĩ đến công ơn cha mẹ, rồi trong lòng mình nó giàu dạt thương nhớ. Tại nghĩ rằng bây giờ cha mẹ mình đã khuất, hoặc là cha mẹ mình còn sống mà mình bây giờ có một gia đình riêng. Bây giờ cái tâm muốn lo cho cha mẹ mà mình không có đủ cái năng lực để lo cho cha mẹ. Bây giờ gia đình nào là chồng nào là con, mà cuộc sống bây giờ nó khó khăn vất vả để kiếm tìm chén cơm manh áo. Bây giờ mẹ cha mình hiểu, bây giờ mình muốn lo mà bây giờ mình lo không được. Hoặc là bây giờ á, mình muốn đem cha mẹ về mình nuôi mà cha mẹ mình là ở với anh chị mà ta không cho, mà bắt buộc phải như vậy như vậy. Mình nghĩ đến cái công ơn cha mẹ, tự nhiên mình thấy thương tâm vô cùng. Hoặc là cha mẹ đã chết rồi, bây giờ mình muốn báo hiếu mà tụng tới hồi kinh Du Lan á, tự nhiên trong lòng của mình nó giàu dạt cái lắm, tưởng nhớ nhá, rồi tự nhiên nó xúc động rơi nước mắt. Từ nơi đó mà mình nghĩ đến ông bà cha mẹ mình mà vì mình mà tạo nghiệp thiệt á, vì mình mà tạo nghiệp. Như bây giờ quý vị có con thì thấy đó, vì con mình mà tạo nghiệp đó, thấy chưa? Vì con vì chồng mình bây giờ mà mình đi tạo nghiệp đó. Mình muốn con chồng mình, vợ chồng vợ con mình đừng có khổ, đừng có khổ, đừng có thua ai. Có khi nhiều người làm cha làm mẹ nghèo nghèo chứ kiếm tiền mua chiếc xe cho con, thấy con mình đi chiếc xe cha mẹ mừng. Mua một bộ đồ cho con, thấy con bận bộ đồ cha mẹ mừng. Mua đôi giày cho con mang đôi giày cha mẹ mừng. Cứ đứng trầm trồ nhìn con bận đồ đẹp, đi xe đẹp. Cứ thương đứa con là muốn cái gì tốt nhất là dành cho con. Dù cha mẹ khổ đau nặng nề một chút nhưng cha mẹ vẫn vui lòng khi thấy con mình được hạnh phúc. Cái nghĩ cho con mà mình đi đọa lạc, vậy thôi. Nghĩ cho con mà mình đi đọa lạc. Bây giờ quý vị làm cha quý vị là hiểu đó, làm mẹ hiểu không? Nên người xưa nói chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ. Cuộc đời này quá bận bịu rồi, sanh con rồi cũng quên luôn đó. Mình cảm giác đi. Nó thì từng đời, từng đời, từng đời, từng đời quý vị khổ quá, từng đời, từng đời. Mà cái sự đọa lạc cầm lưng nó đâu phải là đơn giản. Nó đã đọa rồi là không biết chừng nào mà nó ra. Quý vị biết rằng là ở trong cái địa ngục không có cái giờ khắc gián đoạn. Mà bây giờ mà mình mà tập trung ngồi gì nè, quý vị chịu khó chịu nóng nực một chút để mở cái tâm ra, nhớ không? Nó công quả, nó có công có quả. Không lễ Phật được phải ngồi cho nấu đó, công quả mà đó. Thì quý vị nghe để quý vị mở cái tâm lượng ra. Mà khi mở cái tâm lượng là quý vị biết cái tần số này nó cảm giao cảm liền á. Cái tâm mình nó cảm hóa đó chứ không có giỡn đâu. Thì quý vị càng nghĩ đến ông bà cha mẹ mà ngày nay mà mình tưởng nhớ mà mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình, thì quý vị biết rằng họ cảm ơn mình biết bao nhiêu mà nói. Cái sự khổ đau của họ ở dưới tam đồ ác đạo dữ lắm. Mà ngày nay mà mình nghĩ cái điều này cho họ, rồi chư hương linh thai nhi đồ, hay người chết đưa siêu trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, mà cái tâm niệm của bao nhiêu con người mà nó phát lên, không đơn giản đâu nghe. Cái tâm niệm của bao nhiêu con người nào mà phát thiện kinh lắm. Nên mình ngồi ở trong đây quý vị, tuy nó nóng gì mà quý vị ngồi chút là nó dịu. Tại vì cái tâm vì nó dịu, nhưng mà lúc nó chưa nghe pháp, tâm nó chưa định vào pháp, bắt đầu nó nóng. Nó nóng nó khó chịu. Nhưng mà khi mình nghe chút nó càng sâu một chút nó trở lại bình thường. Nó dịu cái tâm, nó dịu hoàn cảnh. Nhớ nó dịu cái tâm là nó dịu hoàn cảnh 100% luôn á. Nó nên mà Đức Phật nói rằng là nó toàn là những người con cháu mà không biết tu, mà ông bà cha mẹ là vì những đứa con không biết tu. Có không? Trong cái cuộc đời này nhiều đứa con mình nhìn thấy rõ ràng nó ác đó. Nó bắt hiếu với cha mẹ đó, mà mình thương con, mình gom góp tiền bạc mà mình đi tạo nghiệp, mình đem về cho nó đó. Mà giống như mình đem đồng tiền này gì mình đổ vào cái thùng bể á, mà mình vẫn đổ vô hoài đó. Mình đổ đến khi mà mình chết mình đi đọa luôn. Rồi nó tiếp tục nó làm cái gì? Nó tạo nghiệp cho mình nữa, xả xuống thêm. Khi mình chết là nó xả xuống, trong khi mình đọa rồi mà nó xả thêm. Giống như Ấn Tổ ngày nói là ông bà cha mẹ té giếng mà con cháu liền đá theo. 100% trong cái cuộc đời này là như vậy đó quý vị. Là ông bà cha mẹ đã té giếng rồi con cháu liền đá theo mà nó là thương. Đó là sát sanh hại vật ngay ngày ông bà cha mẹ chết nè. Rồi mỗi tầng thắt sát sanh hại vật nè.
rồi đám dỗ sát sanh hại vật này, cứ làm hoài. Đó là gì? Đó là luyện đá theo, luyện chắc đầy cái miệng giếng luôn. Mà trong khi té là nằm tuốt ở dưới đáy giếng, vì mà nó chắc đầy cái miệng giếng mà nó nói tôi thương bà, nó cho cục đá nữa. Kinh chưa? À, nó thương nó cho cục đá, cục đá, mỗi năm nó luyện thêm cục đá. Là sát sanh hại vật, ăn nhậu là cho thêm cục đá. Nên đó, những cái loài quỷ kia khổ đến mức mà không thể nào nghĩ mà mình được thoát khỏi cảnh quỷ, nên khóc lóc vậy. Nên bây giờ mà ông bà tổ tiên mà đọ trong cái cảnh quỷ mà cái ngày nay nè, mà mình tưởng nhớ chỗ này coi chừng thoát cái cảnh quỷ á, không giỡn đâu, thoát cảnh quỷ đạo á. Cái tâm niệm của nhiều người thiện quá họ hướng đến, nó chuyển cái nghiệp cho ông bà tổ tiên mình luôn. Cái này là quan trọng dữ lắm. Rồi xong bắt đầu là Đức Phật có nói là những cái người mà vui vẻ kia là con cháu đang biết tu, con cháu đang biết tu hành. Thì như quý vị ngày hôm nay biết tu hành nè, là cái phước thiện mình đi về chùa, mình nào là tu hành niệm Phật, nghe Pháp chân thật nhiệt tình, xuống nhà ăn, ngồi đâu ăn cơm cũng vui vẻ quan hỷ, không có bực bội khó chịu gì. Rồi lỡ bước ra mắt đâu dép ai với đạo Phật đi chứ không. Tại vì cầu siêu cho ông bà tổ tiên mà, đã là cầu siêu cho ông bà tổ tiên thì ngày nay mắc cái gì cũng quan hỷ, chứ mắc điện thoại cũng quan hỷ, mắc tiền cũng quan hỷ, rồi mắc dép cũng quan hỷ, quần áo còn được. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái tâm quan hỷ, rồi xong đi xuống nhà ăn thấy người ta chen lắng lấy cơm nước mình đứng chờ một chút, thấy không? Toàn là cái tâm như vậy để mà sanh cái phước báo để cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình ngày nay. Rồi xong á, ra ngoài ghi tên ông bà tổ tiên của mình, bên nội bên ngoại mình hồi hướng, cái tâm của mình tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, hoàn toàn tưởng nhớ. Rồi phóng sanh đồ này kia, mình tùy hỷ công đức phóng sanh mấy cái thùng, bỏ vô phóng sanh. Mình tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên mình, mình càng nghĩ thì mình càng thấy thương tâm, mình càng thương tâm ông bà tổ tiên mình. Mà ngày nay cái tâm niệm mình hoàn toàn mang một cái tâm niệm là cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Có nghĩa là mình mang một cái tâm niệm này là cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Hoàn toàn cái tâm niệm này nó phải dứt tâm như vậy đó, nó không có nghĩ cái tâm niệm khác nhiều nữa. Có nghĩa là ngày nay là cái ngày mà mình hoàn toàn mình để cái tâm niệm vào cái chuyện là những người chết chưa siêu thoát, mình hoàn toàn mình để vào cái tâm niệm đó để mình cầu siêu cho những người chết chưa siêu thoát. Cái tâm niệm nó đến mức cực điểm luôn thì chắc chắn là có kết quả liền. Còn nếu như bây giờ mà mình còn gầy rà nhiều thứ, có nghĩa là tất cả những ý niệm niệm Phật, nghe Pháp, cúng dường, làm việc công đức gì của ngày nay đều hoàn toàn quy về tâm niệm là tất cả những người chết từ hiện đời này và chết cho tất cả những ông bà tổ tiên xa xưa của mình, mà ngày nay mình tổ chức cái chương trình này mình tưởng nhớ đến họ và cầu siêu cho họ, giúp cho họ từ trong tam đồ ác đạo mà thoát ra cái cảnh giới tam đồ. Bà La Môn nữ quan một nữ, mà Bà La Môn nữ một ngày một đêm niệm Phật mà từ phàm phu chuyển thành Bồ Tát luôn. Mà mẹ của bà từ trong địa ngục mà được sanh lên cung trời đau lợi hữu phước. Từ nơi đó mới bị biết rằng là cái công đức mà niệm Phật nó lớn cỡ nào chưa. Còn bây giờ mình không khả năng làm như bà từ phàm phu thành Bồ Tát, mà bây giờ mình tập trung tất cả con người lại nè, thành cái quay lực nè, hồi hướng lợi ích lớn lắm quý vị. Lớn dữ lắm, không giỡn đâu nghe. Nó khi cái tâm những đức nói mà nó quyết tâm, nó quyết chí, nó nhắm mục tiêu rồi là thành công. Giống như mình làm một cái gì, giống như mình cầm cái cung lên mà mình nhắm mục tiêu, chứ đừng có cầm cái cung mà mình nhắm mình gà nó không trúng chỗ nào đâu. Bây giờ mình đã làm cái gì mình làm đúng mục tiêu của nó, tiêu chuẩn nó. Nên mình càng nghĩ ông bà tổ tiên thì mình càng đáng thương, càng tội nghiệp họ. Và cha mẹ đời này của mình mà chết rồi, mình cũng đâu có biết làm cái chuyện gì tốt đẹp cho cha mẹ nhiều khi cha mẹ chết đâu. Nên từ nơi đó mà cái ngày nay là cái ngày cơ hội để mình hiểu nguyên lý. Con người ta là do không hiểu nguyên lý vậy à. Nếu khi người ta hiểu nguyên lý là người ta sẽ phát tâm liền. Nên cái việc mà đi về chùa mà nghe Pháp đó là cái việc cực kỳ quan trọng luôn. Nó rất là quan trọng để mở cái tâm lượng ra. Mà đời này của mình nghĩ tới ông bà tổ tiên của mình là mình đang bồi cái duyên mà con mình nghĩ tới mình về sau đó. 100% luôn. Bây giờ quý vị biết rằng là bây giờ cứ mỗi ngày ở trong địa ngục mà bị giết, chặt đầu, chặt cổ, lột da, liện vô chảo dầu, ôm cột đồng, rồi ngồi bàn trong, đủ trò, đủ chuyện mà không có một lúc nào gián đoạn. Nên cái tâm sân hận, cái tâm khổ đau đó cùng cực sân hận, nên ở trong địa ngục không ra.
Giống như bây giờ quý vị mà là người khổ, mà cái tâm khổ nó cứ đeo mang là khổ 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 khổ, nó cứ khổ hoài, nó khổ đến mức có tiền nó cũng khổ luôn. Nó vì sao? Vì cái tâm khổ thì nó đeo mang, nó nằm trong cái tâm thức, nên mình có tiền vẫn khổ luôn. Khi có được rồi vẫn khổ. Có nhiều người nói rằng bây giờ tôi phải kiếm tiền, tôi phải kiếm tiền, kiếm tiền làm sao có tiền mới vui. Nhưng mà khi có tiền hết vui. Vì sao? Đơ. Đơ sao vui? Có tiền cũng đơ luôn sao vui nữa. Nên con người chúng ta là bắt đầu vui từ đâu? Ngày nay bắt đầu vui nè. Nghĩa là bắt đầu từ giờ này, bắt đầu là sống phải sống vui trong mọi hoàn cảnh. Nên Phật mới nói câu là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Mỗi giờ mỗi khắc phải làm sao niệm Phật, sống vui không buồn giận ai để trong tâm. Đây là cái tâm cầu an cầu siêu thật sự 100%. Bây giờ quý vị cứ xem lại cái lương tâm của mình, muốn cầu an cho người mà mình có an không? Mình an thì mình cầu an cho người, mà cái tâm mình muốn cầu siêu cho người, bây giờ mình còn buồn giận ai không? Nếu còn buồn giận người để trong tâm sao cầu siêu? Hãy buông cái tâm hờn giận ra thì mới là cầu siêu. Mình siêu nè, buông cái tâm hờn giận là mình siêu nè. Mình không buông cái tâm hờn giận là mình đỏ rồi đó, làm sao mà cầu siêu cho người ta được. Nên cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn. Càng nghĩ đến ông bà tổ tiên mình trong địa ngục khổ đau, trong loài ngạo quỷ 500 năm không có uống được miếng nước. Làm quỷ 500 năm không uống được một miếng nước. Gặp nước chảy lửa uống thì hóa thành lửa, bị tụng trong kinh đi. Mà lạ thay đói khát như vậy mà không chết. Nó bụng bự như cái trống, cổ nhỏ như cái kim mà không chết, mà cứ lê lết ốp nhôm cái bụng bự lạ kỳ như vậy. Cần cổ thì nhỏ xíu mà cái bụng thì thiệt là bự, mà xương sống thì toàn là xương, da bọc xương, mà bụng bự mà không có được đồ ăn. Mình nghĩ đi, vậy mà nê cái bụng rồi đói khát, rồi đến nỗi mà miệng mà thở ra là lửa cháy, mặt mày thê thảm, mà từng là một đời kiếp nào làm ông quan, làm bà hoàng, làm người giàu sang, làm người đẹp, mà keo kiệt bỏng sẻn, không biết thương ai, không biết giúp đỡ ai. Nó đi đến chùa cúng dường nói Phật dùng tiền lẻ. Tâm keo kiệt, không biết được rằng là tạo cái cầm theo. Đi đến gặp một ngôi chùa, người ta xây trang hoàng gì mà nuôi hơn 400 người già. Người già ở đây người ta ở nuôi y y trong đây. Mình đến đây cầm tiền nó khỏi cần đi rét. Tâm bảo cho tôi cũng xây chùa, tiếp tục xây nữa, nó để cho nhiều người già được ở. Quý vị coi những đức năm nay 42 tuổi, những đức còn khỏe, tâm tư của những đức là như thế nào? Nghĩ ở đây chùa thượng đắc đai nhiều quá trời, từ đại tùng lâm nó cũng còn nhiều, mà đây nó còn đắc nhiều quá trời. Những đức nói thật sự, mà nói đắc ở đây, hòa thượng đây đắc vàng, đắc ở đây chứ không phải giỡn đâu nghe. Từ nơi đó mình đem cái của mà mình có được, mình đặt vô đắc vàng này để mọc chùa, để nuôi người già. Phải chi mà bây giờ mà xây cái ngôi chùa này lên mà để trưng bày chơi thì khỏi, muốn làm kệ mấy người. Còn xây ngôi chùa này lên mà chưa xong để có người ta ở. Bây giờ hai dãy nhà ta xong hôm qua, người ta đưa cái phiếu tiền 4 cái thang máy 1.3 tỷ mới đưa những đứa hôm qua buổi chiều. Quý vị nghĩ đi, bây giờ nhà đó mà không có thang máy quý vị đi nổi không? Chính những đức này mà đi lên tới lầu 4, đi lên tới chỗ làm nè, nó thở quý vị, sao mà già đi. Nên một dãy nhà dài đó là 2 cái thang máy, 2 dãy nhà dài 4 cái, xong rồi đó. Vì bấm lên bấm xuống chơi cái đi. Mở hàng đi, hôm nay đông người mở hàng cho cái thang máy nó lên xuống cho nó dịu. Mới luôn đó, mới hôm qua giao á. Thì quý vị biết rằng là làm quý vị thấy không, quá trời đó. Rồi bao nhiêu người già người ta được về đây nè, người ta ở người ta tu nè, ta nương tựa vào đây nè, rồi lo cho người ta nè. Rồi cái vòng hộ niệm quý vị xuống dưới đó coi, xuống dưới đi dạo vòng đi kết duyên đi, mai mốt vô đó nằm. Vòng hộ niệm á, còn cái nhà dưới nhất đó, vòng hộ niệm đó, bự quá trời, sau này người yếu nằm trong đó.
niệm ngày niệm đêm, niệm xuyên suốt, đóng cửa kính là niệm. Không? Đó, quý vị thấy không? Làm quá trời thấy không? Nên những đức nói với mấy anh em, những đức nói đắc hòa thượng đây còn dài, dài quá. Mà hòa thượng nghĩ hồi xưa là nghĩ xây bệnh viện quý vị. Nhưng mà cái mộng xây bệnh viện của hòa thượng chứ không phải cái duyên đó là sao? Mà nói thật chứ nếu hòa thượng nghe thì không biết hòa thượng có buồn hay không chứ đừng xây bệnh viện. Thiệt á. Tại vì mình khó quản mà bệnh viện nhiều lắm. Xây chùa hay hơn. Xây chùa nuôi người già hay hơn. Tại vì cái mô hình của mình là người xuất gia, chùa nuôi người già, hướng dẫn đạo phù hợp hơn quý vị. Đó. Nên còn bệnh viện đâu phải không có bệnh viện. Bệnh viện nhiều mà, để cho người ta làm đi. Đó. Nên từ nơi đó xây chùa những đức thấy hay hơn. Những đức nói thật chứ, những đức mà có số tiền là những đức thỉnh ý hòa thượng là móc một cái móng xây ngôi chùa miếng đất ngang chỗ Ni Viện Thiện Hoài luôn. Thỉnh ý hòa thượng xây liền, nó thiệt luôn. Mà chỉ cần có tiền là hòa thượng xây à. Đó. Như đức biết tính hòa thượng mình ngày làm liền đó. Nhưng mà mình thấy hòa thượng ngày lớn tuổi, bây giờ cái làm gì cũng tranh thủ cho ông ngày, ông làm đi. Nó nói chứ sau này mà đắc cát này mà còn nhiều vậy chứ, khi muốn xây xây cũng được khó. Còn hòa thượng có duyên xây. Nó nên ai ở đây mà mình có tiền vài chục tỷ vậy đưa đi. Cái này thì nói thì giống như nói vui vui, nhưng thật sự là vậy đó quý vị. Những đức nói thật chứ ai mà đưa những đức số tiền đi qua thỉnh hòa thượng liền. Những đức nói thiệt chứ, xây ngôi chùa liền. Đất này bây giờ xây thêm khoảng 2 ngôi chùa nữa. Chứng giữa một ngôi phía bên kia ngôi nữa. Những đức làm được đó quý vị. Quý vị biết gì sao? Hầu cấp mà ở đây những đức với hòa thượng, quý vị nhớ có quay động phim không? Cách nay mới hơn 2 năm vậy mà giờ hình thành ngôi chùa. Kinh không? Mới hơn 2 năm mà hình thành ngôi chùa lớn gì? Thì nếu mà bây giờ mà làm mà khai móng một phát thôi, chừng 2 năm sau có ngôi chùa nữa. Thì quý vị biết chúng sanh được nhờ. Bây giờ đời của những đức nghe chùa chỉ cần mọc lên là những đức trong vòng nửa năm là một đạo tràng. Đạo tràng này nửa năm nè. Nửa năm hình thành đạo tràng 400 người đó. Kinh khủng chưa? Nửa năm chờ hình thành đạo tràng 400 người. Vô tổ chức hết luôn. Rõ ràng một tổ chức luôn đó quý vị. Riêng bây giờ bên đây với bên hộ pháp tương đối ngang nhau. Thì thấy không? Có nghĩa là cái kinh nghiệm lập đạo tràng và sắp nhân sự của những đức đi đến mức cực điểm rồi đó. Giống như quá quen việc à, mà đủ duyên rồi thiên thời địa lợi nhân hòa sắp lên sẵn hết thành ra một mô hình rồi. Anh em nào muốn nuôi nuôi đi, sắp sẵn luôn rồi đó. Giống như đem gạo về nấu cơm rồi bớt cơm ra đó ăn đi, không làm được nữa thôi, phải không? Mình nghĩ gì nè quý vị, cái xã hội càng phát triển như vậy là về sau người già càng khổ nhiều nữa quý vị ơi. Việc chờ xem nè, cuộc đời chúng ta giờ bốn mấy tuổi, bây giờ mai mốt chúng ta già biết tu là mình đỡ nè, là do mình có con đường rồi nè, mình đỡ nè. Mà nhiều người bây giờ mà không biết tu về già nữa quý vị sẽ thấy cái xã hội này về người già sẽ bị bỏ rơi nhiều lắm đó quý vị. Mà dù có vô viện dưỡng lão thì mình cũng ngồi ngơ ngác, chứ không phải là nó về mặt tâm linh nhiều. Mà ở đây là nơi dưỡng lão mà có mặt tâm linh, cái đặc biệt là dưỡng lão này có mặt tâm linh quý vị. Hồi sáng những đứa gặp một cái cô này mà cổ những đứa quen nhau lâu, mà tính ra 3-4 năm cũng mới đến lần. Mà cổ dù ở xa nhưng mà cổ kết duyên những đứa, hộ trì những đứa lớn lắm. Ở xa 4-5 năm kia mới đến lần. Cô đến cô gặp, cô nói trời ơi, bữa nay vô chùa thấy chùa lạ quá trời thầy. Mà tất cả những người đi theo thầy, mấy người, mấy cô, mấy chú, mấy thầy, người nào người nấy bây giờ hảo tướng đẹp quá trời. Nói vậy đó. Thì nhà Đức nói cô, nhà Đức nói làm sao? Cái tâm trạng. Cái tâm trạng nó quan trọng. Thí dụ như con người mình mà buồn rầu, chán nản, quý vị bệnh vô phương trị. Con người quý vị bệnh ung thư, bệnh hết thuốc trị, nhưng vị chỉ cần sống lạc quan thôi, còn có thể hết bệnh. Còn thọ mạng hết thì đi đến cảnh giới ngon luôn. Hai con đường này cái nào nó cũng ngon. Hai con đường này đều ngon hết, nhớ nghe.
Nói quý vị thấy sống như Đức nó đau lắm, mình Đức lên nói chuyện quý vị thấy như Đức có gì lạ không? Bình thường có gì chứ nha. Cái tâm lực nó không có khác. Nên mình con người mình sống trong cái cuộc đời này, mình đang được sống và mình đang được làm. Mình phải nỗ lực sống và nỗ lực làm cho tốt. Con người ta ngoài đời người ta cũng nỗ lực sống, nỗ lực làm, mà người ta lại chi cầu ra một gia đình nhỏ. Và người ta cực khổ vì một gia đình nhỏ, rồi tạo nghiệp vì một gia đình nhỏ, rồi đọa lạc vì một gia đình nhỏ. Chúng ta được gặp Phật Pháp, chúng ta làm những việc mở rộng ra, càng lớn ra chừng nào chúng sanh càng nhờ, mà chúng ta lại giúp cho rất nhiều người. Khi thọ mạng mình đến, mình cười cái mình về cực lạc, được không? Quá ngon, đúng không? Đây là việc làm cực kỳ ý nghĩa quý vị. Nên mình đi về chùa gì nè, những đức muốn kêu quý vị đưa tiền những đức đâu. Nhưng mà quý vị một tấm lòng nho nhỏ với cái công sức của Hòa Thượng, hôm nay 82 tuổi ngày xây chùa, mà một cái quan niệm một con người đã xây chùa thì cái quan niệm là về tiền bạc nhất định phải có để xây. Nên Hòa Thượng mà mỗi tuần thứ bảy mà những đức cứ gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng nói gì nè, tới tuần nữa sao nó mau quá trời mau. Đây là 100% luôn đó quý vị. 82 tuổi mà tất cả tiền bạc trả tiền xây dựng này đều phải tính, phải lo. Những đức thì nó được có một cái tâm trạng đặc biệt quý vị. Có nghĩa là nhiều người bên cạnh những đức đều nói một câu là thầy sao đặc biệt lạ vậy? Sao thầy làm bao nhiêu việc thầy lo vậy mà sao thầy không có nặng nề? Những đức nó nặng nề chứ gì? Nặng nề sao thuyết pháp? Nặng nề sao đem niềm vui cho người ta? Hiểu không? Ví dụ như Hòa Thượng xây chùa, lâu lâu Hòa Thượng còn có thể bực bội với mấy cục đá thì không sao. Hiểu quý vị? Xây chùa. Còn những đức dưới con người mà bực bội với con người, quý vị nghĩ khổ cái nào chưa? Mình đánh nặng nề là mình sẽ làm nhiều người khổ. Hoặc là người ta nhìn mình một cái, người ta ở xa người ta nghe pháp, lâu lâu người ta gặp mình cái là vui thì người ta thấy thầy hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà bây giờ gặp mình ở chợ sao thuyết pháp hay quá, bữa nay gặp nó gớm đi chợ. Khó khăn kỳ cục quá, ta chạy mắt dép ta nghỉ nghe luôn á. Hiểu không? Nên đối với con người, đến với con người nghĩ gì người ta là bản thân mình không bao giờ buồn. Cái việc gì nó đến thì nó đến chứ không có buồn. Ngày mai chết là chết chứ ngày không có buồn. Phải làm vậy đó. Mình là người tu tập vậy đó quý vị. Tập ngày mai chờ có sập xuống bây một chút, chờ có sập xuống bây giờ cũng cường tiếng nữa. Hiểu không? Chuyện đâu còn có đó chứ. Buồn chi? Buồn có ai giúp được mình. Mà càng buồn càng khổ, càng buồn người ta càng tránh xa mình, càng buồn người ta càng tránh xa mình đó. Bây giờ những đức muốn nhận Phật Pháp quý vị nè, quý vị về đây quý vị gặp những đức ớn ho gầy mòn hô rồi câu có sân si không vui vẻ gì, quý vị đến một lần một đối vị dám đi đến đây nữa, quý vị còn không dám rủ người ta nữa. Đi rủ quý vị nói chị đi lại chùa để nghe pháp thầy giảng nghe pháp cũng được lắm. Cái bà kia nói để tôi lại tôi nghe thử. Lỡ nó dẫn gì đâu, thầy ghét người nói chuyện làm sao không cười vui chút xíu nè, ngồi đau chân cũng gần chết rồi, nghe thằng là giảng cái gì đâu không. Mai mốt bà mà ngủ tôi quýnh bà luôn đó, tôi không biết. Hiểu không? Giảng đến mà nghe mà bực bội á. Còn bây giờ quý vị đi đây dẫn ta đi đây người ta vui vẻ, dẫn rồi mai mốt nở mặt nở mày. Lỡ xong nó nói bà con nhau mà biết trọng chùa ghê nghe trời. Chùa đẹp, thầy cũng vui, nói chuyện quảng bác vui vẻ, tôi nghe được đó bà. Thấy thầy nó nói chuyện lúa lúa dễ nghe nha. Ta phải, vậy sao? Ta mới ngồi đông gì? Chứ bây giờ nóng chứ ai mà đi ngồi đây làm chi? Ngồi mà không được lợi ích gì, không có cười ngồi làm chi? Đi gì à? Đúng không? Đó, đó, đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là người ta phải vui. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bây giờ quý vị mà nghe gì mà bị vui gì cười gì mà cái tâm ác nó biến mất đi thì cái tâm cầu siêu này phát triển. Nên quý vị về chùa mình đó mà 3 ngày là quý vị cầu siêu chứ gì, cho dòng họ mình đặc biệt lắm. Cái quay lực này không đơn giản đâu nó không đơn giản chút nào đâu. Có một cái cô gì của nó, cô qua thai rất nhiều lần ở nhà đau đớn kinh khủng, mà đau chỗ gió không tới luôn mà sân si khó chịu bực bội. Vì mà cô đến cái pháp hội lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày mà 1500 danh hiệu bởi vì bà viết thư bà gửi cho cô nói trời ơi gì đâu mà đúng là linh ứng quá thầy ơi.
Về bây giờ tâm trạng con thoải mái mà con người con nó khỏe vắng, đừng có nói nữa. Rõ ràng con hiểu rồi, tướng do tâm sanh, cảnh tỳ tâm chuyển, con người nó vui nó chuyển nghiệp. Con người nó vui nó chuyển nghiệp. Bây giờ quý vị trong đây đây mà ai mà bệnh đau ung thư hay bệnh này bệnh kia, ung thư này ung thư nọ ung thư kia, đừng có buồn. Cứ ăn chay, đừng có ăn cái gì cho kiệt sức. Nhớ nha, ăn chay là được rồi, ăn cho ngon, ăn cho nhiều. Ví dụ như khả năng mình ăn được 10 phần, mình ăn 9 phần rưỡi cũng được nữa. Hoặc là 10 phần cũng được, chứ mình đừng qua 11 phần thôi. Hiểu không? Mình nói với bao tử mình nói là mày chứa được 10 phần thì tao ăn 10 phần, mày trách cái gì? Phải tao ăn mà 10 phần rưỡi, 11 phần thì mày trách tao, bắt mày làm quá đáng. Còn bây giờ tao ăn 10 phần. Quý vị biết rằng mình là người tu hành á, mà mình á, mập mạp, vui vẻ, sáng sủa, mình thấy mình phái tu lắm. Mình nhìn mình còn phái tu rồi thế chi mà ta nhìn mình. Đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị mà nhìn quý vị coi được đi, phái soi gương không? Phái soi gương cái gì? Đúng không? Mà mình mà nhìn mình mà ốm ho gầy mòn sơ xác, con mắt quặn đen, mình nhìn mình thôi từ hôm nay không có soi gương soi gì nữa chứ mệt quá. Tôi mà nhìn gương là bực bội lắm, thấy chưa? Mình mà đã cảm giác với mình như vậy thì ai cảm giác với mình mà ta muốn tu? Không có ai cảm giác với mình muốn tu hết trơn á. Nên những đức nói vị biết tu hành là gì, niệm Phật là gì, ăn được ngủ được sống vui. Nó cõi cực lạc là cõi gì? Ăn được ngủ được sống vui, đúng không? Nên mình là người nghe đạo thì ở đây ăn được ngủ được vui là được rồi. Còn bệnh đau ai mà không bệnh đau? Đức Phật đã nói mà sanh già bệnh chết nguyên lý là tự nhiên, quy luật đi đến tuổi già và cuối cùng chúng ta bệnh và chết. Nguyên lý này ai cũng phải dính phải. Chúng ta đừng nên nặng nề những việc đó, chứ đừng có bệnh đau một cái bắt đầu mình ăn cái này cái kia cho nó ốm để trị bệnh. Đừng có cho nó ốm. Nó ốm là nó cái tâm nó ốm luôn. Cái thân nó ốm là tâm sẽ ốm. Quý vị phải nhớ đó, cái tâm làm sao mà cái tâm nó hừng hực vui. Còn cái ăn uống được thì ăn đi, đừng có ăn mặn thôi. Mình ăn chay, ăn đồ hủ, đồ ăn ăn đồ giả chay đồ cũng được, ăn cho nó ngon. Để chi? Để cho con người mình đừng có thấy nó bị suy dinh dưỡng, đừng có ốm. Thì tự nhiên mình thấy mình ô mình đau bệnh làm sao, ai gặp mình ta cũng nói thấy không giống bệnh, thấy không? Ta thấy không giống bệnh. Còn có những người bị không có bệnh mà ăn ốm nhôm, người ta nói ồ chị bị bệnh gì hả chị? Mọi người ta nói một câu là chị bị bệnh gì hả chị? Giết bệnh luôn á, cái bệnh tâm luôn á. Mình thấy mình xấu, rồi thêm cái mình xấu chồng nó bỏ nữa, tiếp tục buồn nữa, thì cuối cùng buồn nhiều cái bệnh luôn. Nên những đức nói với vị nghe, tu đừng có để cho nó ốm quá. Ốm quá người ta không có chịu tu theo mình trong cái thời cuộc này đâu. Nó thí dụ như người ta ngoài đời, người ta người mẫu người ta còn dáng dốc, còn mình á là đã có chồng rồi thì bánh ú là được. Bánh ú là đẹp, thấy chưa? Chứ đừng có mấy cái bánh cũng như thực mà gói nhỏ nhỏ. Bánh lá chuối mỏng lét đó. Thôi mấy bà bánh ú đây là ngon. Hiểu chưa? Đẻ vài ba đứa con rồi mà vẫn là bánh ú thì được. Nên từ nơi đó mấy bà tu giết mà thành bánh lá chuối thôi chịu thua. Thua cũng như không nhắc là thua rồi đó. Không ai tu đâu, không ai tu theo mình đâu, nó thiệt đó. Bây giờ quý vị coi những đức á, từ khi đi tu tới bây giờ tu gì tu chứ được cũng lên hai mấy ký, thấy không? Sáng sủa rõ ràng. Nhiều người ta gặp như đức ta nói thầy ngày xưa rất xấu mà bây giờ càng ngày càng coi được, thấy không? Là người ta muốn tu rồi à, được rồi đó, là người ta chịu tu theo rồi đó à. Còn gặp mà bây giờ mà nói Phật pháp vui lắm mà cái mặt vui lắm mà cái tay làm nè. Ôi sao vui mà thầy gung nhé, thầy gung nhưng mà vui. Không có đâu thầy ơi, gung nó ghê quá, vui thôi, mệt quá. Thấy thầy gán gượng thì có vui gì, đúng không? Con này người ta là cảm giác từ tâm. Cảm giác từ tâm rõ ràng đó không? Càng chia sẻ Phật pháp nó càng hừng hực cái tâm lên, đúng không? Đó. Nên ngồi mà nóng được gì mà vẫn ngồi được. Tại vì sao? Vì cái chiền tư tưởng này á, nó truyền cái cảm xúc vui vẻ này cho mình, nó tuyệt quá. Nên bây giờ quý vị thấy giờ này nó cảm thấy đỡ nóng rồi nè. Đỡ nóng rồi, thấy chưa? Dịu rồi đó.
tại vì cười vui. Không, cái cách thuyết pháp mà vỗ tay nó cũng hay lắm nha quý vị. Vì sao vậy biết không? Vỗ tay cho mấy cái bà ngồi kế bên ngủ gục thức chứ sao. Rõ ràng mà, bây giờ mình mà ngồi im ru gì chút là mình nó ngủ kỳ lắm nha. Ngủ mà kiểu mà ngồi mà mình lỡ thức lỡ ngủ, giống như câu mà lỡ khóc lỡ cười, lỡ thức lỡ ngủ làm nè, mà giống hô những đức nó thấy ghê lắm. Chuyên gia mà lỡ thức lỡ ngủ lên đó thấy ghê lắm. Mình mà ngồi nghe pháp, mình ngồi gần ai vậy là mình bị từ trường ảnh hưởng. Nên mình nắm cái tay cái bà ngủ á, mình dở là mình dỗ vô cái tay mình. Nắm cái tay của bà dở là dỗ. Thôi bà, sao bà nắm cái tay tôi kỳ công vậy? Là em quên lộn nữa chứ. Xin lỗi chị nghe, nắm tay lộn. Thầy giảng vui quá, nắm lộn tay chị. Không làm gì mắc cười lắm nghe quý vị. Không nên thì Đức nói là nó làm cho cái từ trường vui rồi, nó làm cho con người ta vỗ tay lên, cái tự nhiên con người ta tỉnh veo hết trơn. Thì nhìn xuống đi, rõ ràng không? Nó quý vị nhớ nghe, cái cảm giác mà chúng ta ngồi ở đây là cái cảm giác nó đặc biệt, nó không phải đơn giản chút nào đâu. Nghĩa là Phật lực gia trì, phóng quang nhiếp thọ, tất cả con người ở đây nè đang hưởng trong ánh quang minh của Phật. Tại vì sao mình đang tán thán danh hiệu A Di Đà Phật? Mình tán thán danh hiệu A Di Đà Phật nên Phật quang phổ chiếu. Nên mỗi một con người mình ngồi ở đây, ai mang nghiệp phá thai bây giờ, hư linh thai nhi cũng được quang minh phổ chiếu. Giỡn đâu. Rồi ông bà tổ tiên của mình, cái tâm mình hướng đến họ, bây giờ quang minh cũng đang phổ chiếu, chung với ông phụ. Chùm với ông phụ với luôn, chúng giỡn đâu. Trời ơi, cái tâm của bao nhiêu con người gì mà không đơn giản đó quý vị. Cái tâm mà bây giờ mà tức khắc lặng hết cái tâm buồn, không giận không trách chồng con, không giận ai nữa chứ. Lúc này lặng hết xuống, vì nghĩ cái từ trường này cỡ nào chưa. Không đơn giản đâu. Coi cái lượng người người ta kìa, từ đây mà dài ra ngoài kia, ngoài hai bên cánh gà trên lầu, trên lóc nhà toàn tới. Trên lóc nhà tàu trang là ai kìa, trên miếng mũ kìa, bị coi kìa, nó đu đeo đầy trên đó, trên tàu trang chỉnh á, cho vị biết. Vô đây thì không được rồi, người ta quá đông, cái quay lực con người mạnh không, nên đu đeo cửa sổ nè, rồi đu đeo trên miếng mũ cái bị coi tóc tóc lên kìa. Hiểu chưa, không có gì hơn đâu nghe. Nó nói vậy đó 100% quý vị luôn, nói con số 100% quý vị cứ yên tâm đi. Hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi quý vị, vừa nghỉ hết pin luôn, đúng là hương linh gia hộ. Nói vậy người ta phái cho quý vị biết đó nghe, Phật gia hộ thì chắc chắn rồi, mình nói hương linh gia hộ. Tại vì ngày nay là gì? Ngày nay là ngày cầu siêu cho tổ tiên hương linh. Hiểu chưa? Đó. Thôi giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, tại bên ngôi chùa mới bên Đại Tùng Lâm, chúng ta tổ chức cái khóa tu, gọi là tổ chức khóa tu tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, gọi là đám dỗ tập thể ông bà tổ tiên chúng ta. Đến đây niệm Phật, rồi chúng ta nghe pháp, rồi cúng đi thực và phóng sanh. Toàn thể đại chúng rất là đông người này, từ chư tăng ni và đại chúng cư sĩ,
đem cái công đức của mình tu này, mình tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên mình, tất cả những người ghi giấy cầu an, chúng ta cũng đã hồi hướng cầu an, và tất cả những người ghi giấy cầu siêu, chúng ta cũng đều là hồi hướng cầu siêu. Và trước nhất chúng ta cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta được về đây tu học, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hòa Thượng. Cầu nguyện cho Hòa Thượng có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài để chúng con nương tựa tu hành. Và chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng này, nguyện cầu an cho cụ, hồi hướng cầu an cho tất cả đại chúng và gia quyến quý vị, và tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc và luôn luôn sống trong cái hoàn cảnh bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức nồi hướng cầu siêu cho tất cả chư vị. Nguyện cái công đức này giúp cho tất cả chư hương linh từ cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chúng ta và tất cả những người chết chưa được siêu thoát, nhờ cái công đức này mà thần thức được sáng suốt, tỉnh táo, buông xuống tất cả những cái tâm hận thù đòi nợ. Vì Đức Phật A Di Đà đã có cái lời nguyện, tất cả chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu A Di Đà Phật và trí tâm tin ưa là thường niệm A Di Đà Phật, và càng niệm càng vui, và phát nguyện buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhật tiết hữu tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, tự thực biến thập phương nhật tiết cô hồn cộng, công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lục lăng ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã nga nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, từ đại bi A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, cái công đức phóng sanh rất là lớn. Tất cả chúng ta đến cái cuộc đời này, quý vị thấy có những người người ta sanh ra đời rất là khỏe mạnh, đẹp, cao ráo, mặt mày sáng sủa, là do từ ăn chay rồi phóng sanh rồi tâm cung kính mà sanh ra cái tướng đó đó. Còn có những người sinh ra đời bệnh hoạn, èo ọt, khó nuôi, lùn lé hô súng như những đức, là do từ cái nghiệp sát sanh mà chuyển thành cái tướng như vậy. Nên tất cả chúng ta khi bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia mà không có thuốc trị, những đức khuyên quý vị phát tâm ăn chay trường đi, dừng sát và phóng sanh, rồi đi đến chùa mà những cái ngôi chùa tu đông người gì, để mình dựa vào cái đức của đại chúng để mà mình tiêu cái nghiệp nhớ. Nó kết quả lớn như lắm. Vì thấy cái phóng sanh hồi nãy, cái cúng đĩa thực nãy, cái niệm Phật không? Nếu quý vị mà cảm được thì cái lúc niệm Phật nó không đơn giản chút nào. Đây là một cái pháp hội thù thắng. Tại vì khi nó cỡ mở tâm tư người ta ra rồi, khi cái tâm người ta hoàn toàn tâm ý người ta để muốn cầu siêu cho tổ tiên, cái tâm người ta nó niệm Phật nó nhiếp tâm dữ lắm. Một câu Phật hiệu đó bằng 1000 câu mà niệm Phật bình thường đó, quý vị nhớ. Từ nơi đó mà khi mà xong rồi tới cái lễ phóng sanh là cái tâm từ bi của Phật Bồ Tát mà không muốn chúng sanh khổ đau. Mà mình làm lễ xong rồi mà mình phóng sanh, mình không sát hại chúng sanh. Nên trong cái Phật giáo hay lắm, cái lễ trong Phật giáo toàn là ăn chay phóng sanh được không, hay dữ lắm. Nên từ nơi đó mà mình về đây mình dự cái lễ phóng sanh này nè, mình phát cái tâm từ bi khi thả con chim bay đi đó, cái tâm mình vui vẻ hoan hỷ, mình vỗ tay như là nó thoát khỏi cái cảnh mà chim lòng cá chậu. Giống như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn người ta dữ lắm. Thì những con vật này mình thả nó cảm ơn mình dữ lắm. Nên mình bỏ tiền cho mình phóng sanh, đó là tài thí, mình sanh cái nơi nào mình cũng có phước báo. Mà mình quy y niệm Phật cho nó nghe là pháp thí, mình sanh cái nơi nào mình cũng được thông minh và trí tuệ. Và mình thả nó bay đi nó vui, đó là vô ý thí. Mình sanh cái nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng hoan hỷ vui vẻ niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc chư tăng ni và đại chúng luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.